Bắt đầu rồi đúng không? À, rồi hiện em có nói em thông báo mấy cái lớp thư pháp của chị một xíu với là cái lớp chip đó. Em xin chào tất cả các chị có mặt trong buổi livestream của chị Biên ngày hôm nay. Thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 thì chị Biên có dạy thư pháp cho cộng đồng vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối. Chị Biên có gửi lịch ở trên group Telegram đó. Nếu mà chị nào mình chưa có tham gia Telegram thì nhắn cho em nha, để em kết bạn với lại cho các chị vào nhóm. Trên đó có lịch học, mình sẽ bắt đầu học vào từ 7 giờ tối tới 8 giờ tối. Em thông báo lịch học luôn chị Biên ha, để em xem. Lịch học thư pháp là bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, học thứ hai, thứ năm, thứ bảy. À, lịch học cũng thay đổi mỗi tuần á. Còn cái Và lịch tiết nữa. lớp học triết thì mình sẽ học từ ngày triết số 1. Em thấy bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 là bắt đầu mình sẽ học lớp triết vào lúc 7 giờ rưỡi tối chị Biên, giờ Việt Nam. Là lớp triết á, thì với lại lớp thư pháp là mình sẽ có cùng với ID với bác để mình vào cùng lưng mình học. Lớp triết thì mình sẽ học trong vòng 7 ngày giống như là lớp nội tâm với lớp tư duy á, mình sẽ học liên tục. Lịch học Anh cũng sẽ Toàn, gửi trên Instagram. Telegram. anh Toàn đã đăng cái lớp trước Anh Toàn đang lên đâu chị Biên hả? đã đăng lên fanpage cái lớp chiếc chưa? Dạ em chưa có thấy anh Toàn đăng trên fanpage á. Nhưng mà ảnh để là 7:30 hả? Mà chị có nghĩa không, em thấy chị Vi gửi một cái thông báo trên trên group của mình đó là mình sẽ học lớp triết lúc 7 giờ rưỡi, mình sẽ học lớp thư pháp lúc 7 giờ. À ok rồi. Rồi hôm nay like số mấy? Dạ hôm nay live số 137 á các Ok. chủ Rồi. đề tiếp sống và hành xử. Em còn thông báo gì nữa không? Offline tháng 7 không? Em có Offline ngày tháng 7 là ngày 21 tháng 7 á các chị. Hiện tại thì em cũng chưa đăng lên, tức là một tuần sau, thì một tuần tới 10 ngày sau thì em sẽ đăng thông tin lên fanpage cũng như là các group Zalo cho các chị tham gia, thì các chị nhắn cho em nha. Rồi. Hôm nay là live 137 theo những cái sáng nay thì tự nhiên Facebook vô nó không có được cho nên nó hơi trễ một chút. Nó kêu rằng là mình cần phải thay đổi password Facebook, thì khi mình vô thay đổi thì nó hơi chậm một xíu. Nhưng mà cũng xong rồi. Thì cái tip đầu tiên đưa ha, vô luôn đi. Là khi mà tư vấn á, cho các bạn á, mà có cái hụt hạt trong tình cảm rồi mình cũng muốn quay lại, mình cũng muốn làm cho nó dễ dàng hơn á, thì tư vấn một cái ca gần đây thì mình nhận ra rằng là các bạn nữ đều có một cái chung, một cái nhìn nhận là mình khi mình tương tác với người nam á, mình cảm nhận rằng á, bạn ấy luôn luôn nói rằng á là anh biết, anh ấy biết sai mà anh vẫn cố tình làm, hoặc là anh ấy cố tình làm em tổn thương rồi. Trong cái cách các bạn nói chuyện á thì chị detect á, có nghĩa là nhận ra một điều rằng á là các bạn coi thường người đàn ông của mình quá. Các bạn không có, các bạn có nghĩa là người hơn người đó, mà các bạn nghĩ rằng bạn sẽ đạo đức hơn, bạn sống chuẩn hơn, bạn kiểm soát cảm xúc tốt hơn, bạn vì người khác nhiều hơn, bạn biết chăm lo gia đình hơn, bạn sâu sắc hơn, bạn tinh tế hơn, tất cả mọi mặt đều hơn người đàn ông hết. Cho nên là với cái tư tưởng đó thôi
là mình sẽ không có một mối quan hệ nào thành đạt, được gọi là success, thành công với phái nam hết. Không có mối quan hệ nào tốt đẹp hết. Bạn chỉ có mối quan hệ tốt đẹp với phái nam khi bạn biết đánh giá đúng vai trò của họ. Có thể là một thời điểm nào đó họ chưa có tốt thật. Người mình thì nó cũng không có hoàn hảo. Họ có một vài lần họ lớn tiếng, có một vài lần họ cũng ham chơi, rồi là cũng nhậu cho tới sáng. Tuy nhiên về mặt bằng chung á, thì cả nam cả nữ về đạo đức, về phẩm chất, về công ăn việc làm, về đối nội, về ngoại giao, mọi người đều tương đương với nhau, chứ không có người nào giỏi hơn người nào hết, không có người nào đứng trên người nào để phán xét xuống hết. Nhưng mà không biết là vì sao mà trong các mối quan hệ thì các bạn luôn cảm nhận như vậy. Có lẽ là do social media luôn luôn nói rằng là đàn ông là dễ phản bội, rồi đàn ông sẽ ham nhiều mối. Thì với cái suy nghĩ, với cái ảnh hưởng của media như vậy á, thì bạn bạn coi thường người đàn ông của mình. Bạn coi thường người đàn ông của mình. Yes. Ok. Thank Ok. Nói cái gì đó mà mời món quà Noel nó vẽ cho chị năm ngoái năm kia gì chị cũng không biết. Thua thì tầm nó nhỏ. Ý là nó nói là nó có một món quà vẽ cho mẹ từ năm Christmas năm ngoái năm kia gì đó. Nhưng mà nó nhỏ quá mình cũng nghe nữa. Khổ quá. Thì mình không có trân trọng người đàn ông của mình. Bạn nghĩ là người đàn ông không có tinh tế. Nhưng mà những cái người mà chị cũng nói trong lớp code á, những cái người chị tương tác, những cái anh, mình đang nói về đàn ông mà, thì mình đang nói là tương tác với đàn ông á, những cái người ở bên Việt Nam á, và ngay cả những cái người ở Mỹ, những người kỹ sư ở Mỹ hoặc là những người ở bên Việt Nam, đàn ông họ cực kỳ tinh tế, họ cực kỳ phẩm chất, họ cực kỳ kỷ luật, người nào cũng chạy 21 cây, 42 cây hết, bơi rất là nhiều cây số, bơi biển, bơi hồ, rồi tập thể dục rất là kỷ luật bản thân, rồi rất là tinh tế trong giao tiếp. Có cái người mà đi hẹn mình á, thì sẽ đem những cái món quà nhỏ, mang những cái đồ mà mình đã tặng, rồi họ rất là đạo đức, rất là phẩm hạnh. Nhưng rồi bạn nói u tại vì chị Biên vậy cho nên chị toàn quen, chị Biên quen những cái anh xịn không mà. Tụi em quen những cái anh không có xịn, làm sao tụi em trân trọng đàn ông được. Thật ra là nó tùy mình thôi. Khi mà mình trân trọng họ thì mình sẽ thấy những cái mặt tốt của người ta, và người ta cũng tốt dần lên, hoặc là người ta tương tương tác với mình nó tinh tế hơn là do mình á, chứ không phải là do những cái anh của chị Biên tương tác đều là những cái người tốt. Ý nói ở đây á, rằng là người đàn ông của bạn á, khi mà bạn thay đổi cái thái độ của mình để tương tác với họ á, thì họ sẽ đổi thành một cái người khác tương tác với bạn tinh tế hơn. Cho nên là cái câu chốt lại của cái ý số 1 á, là giữa nam với nữ á, nó không có người hơn người, không có người đứng ở trên người để mà phán xuống. Mình với họ là giống nhau. Tuy nhiên trong một cái giai đoạn nào đó, người ta tập trung vào một mối quan hệ nào đó, người ta hơi lơ đãng, hoặc là đó là về mặt tình cảm thôi. Còn về mặt đạo đức nè, về mặt cái giao tiếp xã hội, người ta không có cái mặt gì họ thua mình hết á. Mà về mặt bằng chung, mà đánh giá chung của xã hội á, là lấy tổng số nam á, nó luôn luôn nhỉnh hơn số nữ. Về phẩm chất, đức hạnh, đạo đức là người nam họ luôn luôn có nhỉnh hơn một xíu. Cho nên là
Các bạn suy nghĩ như vậy thì sẽ bạn không không có mối quan hệ nào tốt đẹp với người nam hết, bạn sẽ không thu hút được, cũng không quyến rũ được. Tại vì làm sao có một người nào thương mình nếu như mà mình khinh thường họ chứ. Trong ánh mắt mình họ quá là thiếu đạo đức, họ sống buông thả, họ không có quan tâm cảm xúc người khác, thì làm sao cái người đàn ông đó có thể trân trọng mình được khi mà mình đánh giá họ thấp quá. Cho nên không có người đứng trên người. Tại sao bạn lại nhìn người đàn ông thấp như vậy, thì chắc có lẽ là bạn cần phải đi tư vấn. Tại vì cuộc sống của bạn lớn lên á, cái ca của chị tư vấn á, lớn lên trong một cái bong bóng á, rất là tinh khiết á, không có biết gì hết. Khi mà người chồng của mình đi ra nhắn tin với các cô gái khác thì bạn bên đây bạn suy sụp. Cho nên cái bài học trân trọng con người, nếu mà nói là trân trọng con người không á thì nó chưa đủ, là tại vì á nó không phải là vấn đề trân trọng, mà vấn đề là bạn đừng có khinh người ta đó. Tại vì cái này là nó còn ghê hơn nữa, không có trân trọng người khác. Trân trọng là mình đẩy họ lên một cái level khác, họ là bình thường, mình đẩy họ lên một cái bậc cao. Còn đây các bạn không phải là trân trọng đâu, đừng có nói tới bài học trân trọng nó quá xa vời. Bạn coi thường, bạn khinh khi, bạn đánh giá thấp người đàn ông của mình, thì bạn có say cỡ nào đi nữa nó cũng ra được, say cỡ nào cũng ra được. Rồi hôm nay phòng Zoom nó hơi vắng vậy, chắc toàn đăng sai cái mã số vô Zoom hay sao. Bình thường rất là đông mà. Toàn chỉ đăng sai ngày thôi chị. Mã Zoom em thấy không có bị sai đâu. À không có bypass nữa. Để đi vô hả? Ok. Đăng sai ngày là đăng ngày nào? Tuần trước chị biết. Mà sau đó anh Toàn chỉnh lại rồi. Giờ này sếp hay đăng sai ghê luôn á. Rồi. Đó là ý đầu tiên. Cái ý thứ hai á, hôm trước mình không biết mình live vừa rồi mình có chia sẻ không, là có thể là mình chia sẻ rồi hay là mình chia sẻ thì không biết, nhưng mà thôi để chia sẻ lại, nó cũng không có dư. Thì khi con mình làm một cái điều gì sai đó thì mình hay hay giải thích, hay cằn nhằn đúng không? Ví dụ đi, ví dụ như là hôm trước Nathan đi, nó vô và nó một hai nó đòi mình làm một cái điều gì cho nó cho bằng được, và nó đòi không có một cái sự kiên nhẫn nào đó, con nít mà, nó đòi cho bằng được. Thì cuối cùng thì mình cũng làm cho nó, và mình cũng đi ra mình nói là mình cảm ơn Nathan cho cái sự kiên nhẫn của con, mặc dù nó rất là không kiên nhẫn. Nhưng mà thường á là con nít á, cái vốn từ của nó ở trong đầu của nó là nó đến từ về mình. Nếu mà mình nói á, Nathan, tại sao con không có kiên nhẫn gì hết, tại sao con không có đợi mẹ, thì nó lập tức nó vô trong từ điển của con của mình á, là tại sao bạn không kiên nhẫn, tại sao bạn không thể đợi người khác. Thì sau này á nó gặp những tình huống như vậy thì nó sẽ xuất ra những cái câu như vậy. Nhưng mà nếu mà mình không có nói những câu đó mà mình ra nói mẹ rất cảm ơn cái sự kiên nhẫn của Nathan, thì tự nhiên là cái câu mà tại sao không kiên nhẫn đó nó không có vô đầu, mà cái từ điển của nó, một cái từ mới nó được vô đầu là cảm ơn con đã kiên nhẫn. Có nghĩa là tại sao mình lớn lên mình trở thành một người không có ai ưa, là tại vì trong từ điển của mình đó là toàn những cái câu mà mẹ mình nói, tại sao là con như thế này, tại sao là con như thế kia, toàn là tiêu cực hết. Cho nên từ điển của các bạn nó bị tiêu cực là chính. Mà không lẽ giờ mình từ điển mình đi tiêu cực vậy, mình cũng chuyển cho con mình một cái từ điển tiêu cực y chang, để sau này nó có đâu có từ gì tốt để nó nói. Thì cái vấn đề mà mình khi mà con sai đó mà mình luôn giải thích theo cái hướng tiêu cực, la mắng theo cái hướng tiêu cực, thì sau này nó gặp người khác, bạn gái của nó lớn lên nó cũng vậy.
và cái hướng nói đó ít có người chấp nhận được đó. Ít có cái người thích nghe lắm, cho nên là làm sao để mình đưa vào từ điển con những cái từ tích cực để người khác dễ nghe, thì bạn phải phải đảo tình huống lại là trong trường hợp con mình sai á, thì mình phải, nếu mà trong trường hợp đó đúng thì lời khen nó như thế nào, để mình đẩy vô trong cái tờ từ điển của nó những cái cụm từ tích cực để người ta dễ lắng nghe. Cái mục đích chính của mình á không phải là sửa lỗi của con tại thời điểm đó, mục đích chính của mình á là sau này cái từ điển nó có mỗi lần sự việc xảy ra là những cái từ tích cực. Mình nghĩ về tương lai, mình không có nghĩ những cái gọi là lợi ích gần, mà mình nghĩ về cái tương lai là từ điển trong người của con nó sẽ bao gồm những cái từ điển nào, những cái cụm từ mới nào. Và cho dù là trong cái trường hợp tiêu cực đi, bạn khen tặng đó cũng là một cách thay đổi người khác. Tối hôm qua chị cũng tư vấn một cái ca khác, tư vấn một cái bạn này rất là mệt, rất là mất năng lượng, là tại vì bạn rất là như thế nào ta, không phải cố chấp, bạn theo mình nhưng mà bạn không có nghe livestream, bạn chỉ bấm follow và đọc một vài bài thôi. Và khi bạn về đứa em gái của mình đó, thì bạn dùng những cái lời rất là sát phạt, những cái lời phân tích cho em mình coi, và nói những cái câu tổn thương khủng khiếp. Khủng khiếp, mày như thế này, mày như thế kia, nếu mà tao chết rồi thì mày đâu có được này, đâu được kia, rồi con gái lớn rồi mày mày tại sao mày lười biếng, rồi tại sao mày không có làm việc, tại sao mà mày sống mà không có trách nhiệm. Thì mình, cộng đồng fan của mình đã, mình cũng nói trên livestream rất nhiều lần rồi, đó không phải là cái cách mà mình thay đổi người khác. Mình nói thẳng với bạn luôn mà không biết bạn có nhận ra không, mình nói cũng tông giọng rất là nhẹ thôi, mình nói là đứa em gái của em á, nó không có diễm phúc để có một người chị để đủ bản lĩnh hay là đủ cái kiến thức để thay đổi một cái đứa em. Tại đứa em hư là tại mẹ nó tập nó hư, nên em nó không rửa chén, ví dụ như có nó ăn xong nó rửa mỗi cái chén nó thôi. Và tại vì người mẹ nuông chiều đứa em gái quá lâu rồi và nó thành một thói quen rồi, và khi nó qua qua Mỹ nó đoàn tụ với chị nó đó, thì chị nó lại không có đủ sức để thay đổi đứa em, có nghĩa là đứa em nó không không có diễm phúc. Và mình nói với bạn rất là nhiều nhưng mà mình nghĩ bạn không có lấy được tại vì ngôn từ của bạn rất là sát thương. Rất là sát thương, mình nghe mình còn bị tổn thương nữa, huống gì là đứa em nó nghe như vậy, nó cái tư tưởng nó sẽ chống đối. Đợi chị một chút. Rồi cái ý đó là cái ý thứ hai, là mình nên để ý những cái ngôn từ mình nói mỗi ngày, và mình nên hiểu rằng á là mình nói gì, mình cho con những cái cụm từ mới nào ở trong cái ngôn ngữ mà nó sẽ sắp học. Tại vì bạn cho nó cái gì thì sau đó nó chỉ lấy đúng cái đó nó xài thôi, nó lấy đúng cái đó nó xài thôi. Cái vấn đề thứ ba, cái ý thứ ba mà mình muốn nói hôm nay là hôm trước học trong lớp coach, cái vấn đề là duy duy tâm và duy vật. Mình đang nói về cái triết triết học chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa tư duy vật, về ý thức và vật chất, về đức tin, và giữa đức tin và niềm tin khoa học, niềm tin vào những cái khoa học. Thì mỗi người sẽ có một cái đức tin riêng,
và mỗi người sẽ có nghĩa là mỗi người sẽ có đức tin và chúng ta sống ở trong đời sống, thì nó nói về đức tin á, thì bạn có thể là chủ nghĩa duy tâm. Nói về đời sống á, bạn có thể là theo khoa học, nhưng mà đức tin á là một chuyện khác. Còn trong đời sống á, khi mà mình dùng lý luận á, thì một người sống ở một cái đời sống hàng ngày bình thường á, là mình dùng cả hai cái chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật, là chúng ta dùng duy vật và duy tâm. Duy tâm nó có hai ý nghĩa, một là đức tin, thứ hai là ý thức, là nhận thức. Thì trong đời sống hàng ngày á, mình có nhận thức như thế này và như thế kia, ý chí của mình, cái sự mong muốn, cái willing của mình, và vật chất ở đây á, là cái nền tảng khoa học. Thì mình có thể là mình trong đời sống là mình cả duy tâm duy vật, chứ không có ai trong đời sống hàng ngày chỉ duy tâm hoặc duy vật thôi. Có nghĩa là mình đang nói về ý thức mà, mình đang nói về nhận thức, và mình đang nói về những cái việc mình thấy bên ngoài. Cho nên bạn không trong đời sống á, tại vì bạn nhập nhằng giữa hai cái lĩnh vực này, cho nên bạn nói là nếu mà bạn chọn tôn giáo, bạn tin vào một cái đạo giáo nào đó, thì bạn là hoàn toàn chủ nghĩa duy tâm, là bạn sống, bạn không có gọi là phân biệt đúng sai, không có tin vào nền khoa học tự nhiên. Không phải, hai cái phạm trù đó nó hoàn toàn khác nhau. Bạn có thể có một đức tin nào đó, nhưng mà trong đời sống bạn hoàn toàn có thể tin vào nền khoa học phát triển với những cái phát minh khoa học gần nhất, những cái bài nghiên cứu gần nhất, nó không có mâu thuẫn với nhau. Không mâu thuẫn với nhau, có nghĩa rằng là một người hoàn toàn sống lý lẽ và rất cập nhật với những kiến thức hiện đại, và người đó hoàn toàn có một cái đức tin gì đó. Cũng có nghĩa rằng là chúng ta không nên phán xét bất cứ tôn giáo nào, cho dù cái bạn đó đi theo đạo Hồi, bạn xuất thân là đạo Tin Lành, sau này bạn theo đạo Hồi, hoặc sau này bạn theo đạo Đức Chúa Trời, hoặc là bạn Kitô giáo, hoặc là bạn Phật giáo, hay là bạn Hòa Hảo, mình không đánh giá con người qua đức tin. Mình không đánh giá con người qua đức tin, mà mình đánh giá họ qua đời sống hàng ngày, trong khi mà họ cư xử với mình, hành xử với mình. Tại vì mình trước đây khoảng 4-5 năm mình quan sát ở trong cái nhóm những người mà mình tương tác rất là thân á, có một cái người đi theo gọi là đạo thờ Jehovah, thì mọi người có vẻ rất là xa lánh. Mỗi lần đăng bài là không thác, hoặc là bên đó đăng bài là bên này không có like. Thì mọi người rất là phán xét cái đức tin của bạn ấy. Nhưng mà nếu mà về cái đời sống mà tương tác hàng ngày thì bạn ấy cũng rất là bình thường. Bạn ấy vẫn rất là lễ nghĩa, rất là đạo đức, rất là biết ơn, biết rất là trân trọng người khác. Chỉ có niềm tin nó khác thôi. Chỉ có đức tin nó khác thôi. Cho nên đó là đặc biệt là không có sự phán xét về tôn giáo. Không có sự phán xét về tôn giáo. Ai có quyền, họ tin cái gì đó là quyền của họ. Mà đôi lúc á, chúng ta sanh ra chúng ta không có quyền chọn đức tin nữa kìa. Thường á, là sanh ra cha mẹ mình là Kitô giáo thì mình đi theo Kitô giáo. Cái 99.99% rồi. Cha mẹ mình là Phật giáo thì mình sẽ chọn Phật giáo. Mình không phải chọn nữa mà mình đi theo thôi. Cho nên mình đâu có chọn được tôn giáo của mình đâu. Mình đâu có chọn, đa phần không có chọn được. Đa phần sau này cũng ít có ai đổi đó. Cho nên tại sao mình lại phán xét? Là đặc biệt về Kitô giáo và Phật giáo thì các bạn không phán xét tại vì nó quá phổ biến. Nhưng mà có những cái đạo giáo khác như đạo Hồi, hoặc là những cái đạo mà nó xa lạ với người Việt á, tự nhiên bạn có một cái rào cản gì đối với họ. Không không cứ cần phải có cái rào cản đó. Không nên phán xét họ. Họ cũng rất là dễ thương, họ cũng rất là dễ gần, họ cũng rất là nhân nghĩa, rất là đạo đức. Những cái lời họ nói ra về cái thuyết của họ thì mình ignore đi. Nếu mình không có quen nghe thì mình cứ nghe rồi mình không có chú tâm chuyên sâu vào thôi. Rồi hồi nãy giờ nói ba
cái ý rồi đó. Các bạn là ở trong phòng Zoom này muốn là bổ sung hay phát biểu gì không? Rồi em nói đi. Dạ em cảm ơn chị Biên. Chị Biên, em có một cái câu hỏi về cái chỗ, nếu như mà con thường á nha, thì trong cái ý chị giảng là những cái đứa trẻ mà nó sẽ nhận những cái từ điển toàn là lời tiêu cực á chị Biên, thì lớn lên đâu đó cái tiêu cực đó trong cái lối sống, vậy có cái trường hợp nào mà một đứa trẻ nó sống trong cái môi trường xung quanh gia đình và mọi người dùng lời tiêu cực đó nhưng bạn ấy vẫn ngược dòng, có nghĩa là không dùng những lời tiêu cực với các người khác, không những người xung quanh không chị? Nó hiếm á, nó rất là hiếm. Recording in progress. Recording in progress. Recording Alo, alo. Nó bị đừng cái máy gì, không biết đời chị. Nó đụng cái màn hình, nó tắt cái màn hình luôn, tối đen. Bây giờ sorry. Thì rất là hiếm, tại vì Hiền còn nghe chị đúng không? Mọi người còn nghe chị bình thường đúng không? Tại vì Em cái còn màn nghe hình rõ đấy, chị black out, chị không thấy gì em vẫn thấy chị và nghe rõ đó chị. trơn. Tại sao chị không nghe hời hời nói ha? À, bạn nhắn trên khung chat rồi bạn có nghe mình nói không? À, nghe rõ, nhìn rõ, ok. Vậy chị cứ tiếp tục chị nói thôi. Sáng nay vấn đề internet là thật sự nó có xong rất là khó, là tại vì mình lớn lên mà, thì những cái gì mình nghe mình học được thì mình mới nói được, còn mà mình chưa từng nghe cái từ đó thì làm sao mình nói, là nó đâu có ở trong đầu mình đâu, nó đâu có ở trong cái suy nghĩ mình đâu mà mình gọi là mình nói được. Để chị chuyển vào audio cài. Rồi mọi người có nghe chị nói được chưa? Thực sự là chị không có Ai nói hết. Chị Rồi nghe em nói. ok rồi, các bạn nào chia sẻ một chút đi để chị reset lại cái máy. Hiền hoặc là bạn nào cứ chia sẻ tiếp, ngày hôm qua cái lớp code mình học được cái gì đó, chia sẻ một cái ý nào hay hay của lớp hôm qua đi, chỉ cần 2 phút để chị reset lại cái máy của chị. Chị xếp gọi cho
phải có đơn hàng. Chào Trâm, chào chị Hợi. Trâm với chị Hợi có muốn chia sẻ gì với lớp không? Không chị. Hôm qua học á, thì chị thấy có một ý đó rất là hay đó Hiền. Có nghĩa là mình học tâm thế bà bầu, có nghĩa là mình sẽ chuẩn bị mọi thứ từ tư duy, nói chung là mọi thứ về dinh dưỡng để mình mang thai. Nhưng mà sau khi mà tối hôm qua về xong chị ngẫm lại á, thì cái tâm thế khi mình đón nhận một cái điều gì đó sắp tới á, cái tinh thần lạc quan thì mình có thể Em nó áp cũng dụng được tất kém, cả. ví dụ như có Là trong tất cả mọi tình huống thì mình luôn đón nhận trong cái tinh thần lạc quan thì mọi thứ nó sẽ ổn, chứ không nhất thiết là khi mình chuẩn bị là chuẩn bị mang thai ấy. Thấy cái ý này nó rất là hay, tại vì nó phổ biến trong tất cả mọi tình huống luôn. Ôi 200 khỏe không? chưa bật mất. Rồi không chia sẻ gì đó, ngồi cười thôi hả? À, không có cốt nào chia sẻ gì hết, ngồi cười vậy thôi. Đang nói về dạ đang nói về chủ đề hôm qua mà nói là người mẹ mang thai á chị Biên. Ok, có bầu đúng không? Ok, tại cái chữ cái đó nó hơi dài cho nên chút nữa chị có thể nói. Rồi để chị coi còn cái ý gì ngắn ngắn là chị chia cái sẻ cái đó. Có một số người, có một số bạn đi vô coi cái livestream người thứ ba của mình và bạn thấy rất nhiều giá trị trong đó. Tại vì cái khi mà mình nói về người thứ ba đó thì mình lại không có đi tấn công một cái phái nào hết, mình không có cố gắng trách bên nam, cũng không cố gắng trách bên nữ, mình chỉ giải thích là sự vật và hiện tượng thôi, mình giải thích hành vi, mình giải thích cái suy nghĩ của người trong cuộc. Cho nên có nhiều người bạn sẽ lấy giá trị rất là lớn trong cái livestream người thứ ba, và rất nhiều bạn đang trong cái là người thứ ba, các bạn có thể buông được chỉ nghe những cái livestream đó, có một hai cái gì à. Thì đó là một một nhóm chị em, còn một nhóm khác á, thì lại đi học hẹn hò để trở thành người phụ nữ quyến rũ để thu hút người nam. Có nghĩa là người thứ ba muốn quyến rũ hơn, và các bạn thành công thật. Các bạn thành công là làm cho người đàn ông đó mê bạn hơn. Nhưng mà thật ra thì bạn đang tự đào cái hố chôn mình sâu hơn. Cho nên người thứ ba để tới học chị trở thành người phụ nữ quyến rũ thì bạn tự đào hố chôn mình nó sâu hơn và sâu hơn. Cho nên nó giống là con dao hai lưỡi vậy đó. Nó làm cho bạn đau khổ lâu hơn, dài hơn. Thay vì bạn không có quyến rũ đi thì người ta sẽ rất dễ tụt cảm xúc và bạn sẽ nhận ra điều đấy sớm. Nhưng mà nếu bạn học trở thành người phụ nữ quyến rũ á, thì người ta có cảm xúc lâu hơn và bạn bị mắc kẹt lâu hơn. Cho nên khi khi bạn đang là người thứ ba đó thì không nên tới bên mình để học cái tiếp hẹn hò, không nên học cái tiếp phụ nữ và người mê hay là quyến rũ, mà bạn nên đi tìm những cái livestream đó là nói về người thứ ba đó để bạn phát ra nó nhanh hơn. Tại vì bạn mình cũng tư vấn các bạn ấy mà, các bạn ấy gọi điện để mình tư vấn.
và mình biết ở ngoài kia các bạn đang học cái gì, đang cố lấy những cái gì. Rồi, cái đó là ý thứ tư đi. Cái ý thứ năm thì mình có chia sẻ trong lớp course rồi, là khi mình gặp những cái người nổi tiếng, KOL, những cái người cực kỳ có nhiều người follower, 300, 400 ngàn follower. Bản thân chị thì sẽ đi gặp những người đó, và các bạn cũng vậy. Trong cuộc sống bạn sẽ, tại vì bây giờ người giỏi rất là nhiều, nó không phải là 100 người, 200 người nữa, mà nó có thể là chục ngàn người. Ai cũng là những cái người siêu giỏi. Thì trong cuộc sống thế nào bạn cũng tương tác và gặp những cái người đó. Tương tác gặp những người đó. Thì thường cái phản ứng mà rất là dễ nhận thấy, các bạn hay làm là các bạn hay tag tên, hoặc là các bạn hay chụp hình chung người ta với người ta và đăng lên. Bản thân của mình á, thì mình thấy là các bạn nên chậm lại một bước. Tại vì những cái người mà họ đã nổi tiếng rồi đó, cái vấn đề mà hình ảnh của họ ở trên mạng xã hội cực kỳ quan trọng. Nếu mà bạn không có làm sao đó để giúp họ được nổi bật hơn, được người khác tôn trọng hơn, mà bạn vô tình làm cho hình ảnh của họ không đẹp á, thì nó rất là bất lợi cho mối quan hệ của bạn. Tại vì chị nói là giữa người với người á, nếu mà mình không mang được giá trị với người khác ấy, thì người ta rất dễ đá mình qua một bên, hoặc là người ta không có để ý tới mình, hoặc người ta ignore mình á, người ta lơ mình đi á. Cho nên đó là bạn gặp những cái người đó, bạn phải cẩn thận trong cái việc là bạn đăng hình với họ ở trong một bữa tiệc nào đó. Cái hình ảnh họ có chỉnh trang hay không, hình ảnh họ nếu mà đăng lên Facebook có nhiều người tôn trọng cái tấm hình đó hay không, và người ta có đánh giá cao họ hay không. Cho nên đừng có vội vàng. Ví dụ như cái tấm hình đó nó chỉnh đi, nó chuẩn đi, thì bạn cũng không nên gặp tối hôm qua rồi sáng này đăng, hoặc là trong này đăng, ngày này đăng, mà bạn có thể đợi tháng sau đăng, hoặc là 3 tháng sau đăng, hoặc là 1 năm tháng, 1 năm sau đăng. Có nghĩa là khi mà bạn chọn đăng cái hình với người nổi tiếng thì bạn bạn có một cái sự chậm ở trong quyết định là có đăng hay không. Bạn có suy nghĩ kỹ để mà đăng. Tuy nhiên các bạn đi gặp offline mình á, các bạn là fan của chị, các bạn gặp là các bạn có thể đăng. Chị không phải trong trường hợp đó. Chị, các bạn cứ đăng hình mình thoải mái. Hôm mà các bạn đi offline mình ở Sài Gòn á, là tại vì chị với bạn nó không có cái sự nghi ngờ nhau, hay là bạn cũng không có, chị cũng không nghi ngờ các bạn làm đi mất đi hình ảnh của chị, mà rõ ràng các bạn đang rất là muốn quảng bá hình ảnh của mình, cho nên cái chuyện đó không có vấn đề. Nhưng mà chị nói đang những cái mối quan hệ khác ngoài xã hội đó. Mình cũng không suy nghĩ rằng là khi nào mình đăng với người nổi tiếng thì mình làm lu mờ cái bản thân của mình. Mình cũng không có suy nghĩ, tại vì suy nghĩ đó nó rất là tiêu cực. Mình không có cái sự tranh chấp ai tỏa sáng hơn hay ai lu mờ hơn. Nhưng mà mình chỉ muốn cho cái người đối diện một cái sự yên tâm nào đó. Nếu mà bạn muốn làm việc với người đó về sau, bạn muốn là mình có một cái hợp đồng hay là một cái hợp tác gì trong công việc đó, thì vấn đề mà mình tương tác cái buổi đầu đó, nó quan trọng lắm. Còn những cái giao tiếp bình thường trên xã hội đó, thì trên mạng thì không có sao, bạn cứ cứ đăng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà khi mà mình đã cố tình là mình sau này mình có làm việc chung với họ đó, thì cái điều mà đầu tiên họ muốn nhìn thấy là cái sự khiêm tốn. Mình sẽ nói về chủ đề khiêm tốn. Rồi thứ hai, họ thấy mình đã chậm ở trong quyết định.
Thì đó mới là những cái biểu hiện của người trưởng thành. Thì người ta mới có cái niềm tin vững chắc. Còn mình mới đi ăn về, mà mình mới về nhà, mới say goodbye em về tới nhà thì thấy hình đăng rồi. Thì đôi lúc nó cũng họ cũng hơi đánh giá mình giống như mình trẻ trâu, hay là mình quá nắm bắt thời cơ. Mình muốn mở rộng các mối quan hệ. Cho nên mình vẫn làm được chứ. Nhưng mà mình làm ở trong cái việc cái sự suy nghĩ dè dặt, chứ không phải là đụng đâu làm đó. Rồi. Rồi mình sẽ qua. Có bạn nào muốn đặt câu hỏi gì không? Có nghĩa là câu hỏi về hẹn hò đi. Thấy các bạn hay có những câu hỏi mà không có cơ hội hỏi chị Biên. Hàng hỏi đi em. Vâng ạ, dạ, em cảm ơn chị ạ. Thì em có một cái câu hỏi ngắn mà em với một số người xung quanh đang bị tức là em đang không biết đúng hay sai. Đấy là ví dụ như là một cặp vợ chồng mà đang trong giai đoạn ly thân đi ạ, chưa có ly hôn, mà cái anh chồng là một cái doanh nhân rất là thành đạt. Thì trong cái thời kỳ ly hôn đấy thì có công khai hẹn hò với một cô gái, thì em muốn hỏi chị là cái cô gái đấy, nếu mà cái hôn nhân đấy chưa ly hôn đi ạ, thì công khai hẹn hò với cái cô gái kia thì cái cô gái kia có được gọi là người thứ ba không ạ chị? Thì công khai hẹn hò với người mà bên này chưa làm giấy ly hôn, Vâng. nhưng mà nếu mà họ đã ly thân rồi và họ cái điều đó ai cũng biết rồi, thì về mặt mà xã hội á, về đạo đức á, thì người đó không phải người thứ ba, nó là chỉ hình thức thôi. Chúng ta đều biết là người đó không phải là người thứ ba, mà chúng ta là những cái người trưởng thành, đúng không? Những cái người có những cái mặt nhận thức và có suy nghĩ, thì mình thấy rằng là hai người kia không còn tương tác với nhau, không còn nhủ với nhau và không còn tình cảm với nhau, thì cái người kia vẫn, cái người kia họ họ vẫn cái người thứ ba đó, cái người tạm gọi là người thứ ba, họ vẫn biết cái điều đó. Thì về mặt luật pháp đó, thì nó chưa có phù hợp, nhưng mà về mặt đạo đức đó, thì không có vấn đề, đối với chị nó không có vấn đề. Chị là em hỏi những câu hỏi về triết học đó. Chị ơi, thì Ừ. cái tình huống mà diễn viên PO với doanh nhân B đấy ạ. Đấy, Ừ. thế là sau mấy ngày hôm nay em cứ hoài nghi về bản thân mình. Thì cái suy nghĩ của em thì là em tức là nếu ly hôn thì đã ly hôn rồi, chứ không cần phải kéo dài ly thân lâu. Thế nên là phải có người, nếu mà hai người muốn ly hôn thì đã ly hôn rồi. Thế nên là khi mà có khi nào mà cái khi mà công khai hẹn hò với một cô gái khác thì chính là nó đẩy cái ly thân đấy tiến nhanh đến ly hôn hơn vì cái sự xuất hiện của cái cô gái đấy. Thì cái suy nghĩ của em là như thế. Biết đâu không có cái cô gái đấy xuất hiện thì cái hôn nhân đấy vẫn vẫn đang còn trong thời kỳ ly thân, đang có thể chỉnh sửa được. Thì em lại có cái suy nghĩ như thế, nó có bị ngược không hả chị? Nó rất nhiều scenario chứ không phải nó có một. Tại vì có những cái việc ly thân á, nó không ly vô hôn được á, thường á nó có cái sự mâu thuẫn về chia tài sản, cho nên nó kéo dài công việc ly hôn là chính, chứ không phải là về vấn đề níu kéo hay không níu kéo. Cho nên là em phải biết là tình huống đó ly thân là do chia tài sản nó chưa có ngã ngũ, hay là do là tình cảm người vợ đang còn muốn níu kéo. Nhưng mà đa phần á, là do mình chưa có thỏa thuận được trong cái việc chia tài sản, hoặc là con gái, hoặc là vấn đề ra tòa, họ chưa có làm việc với nhau được. Nhưng mà câu chuyện đó nó có liên quan gì tới đời sống của em? À, tại vì em tức là đấy là những nhân vật nổi tiếng, sau tất cả đều khen ngợi, gần như là mình hiểu là bênh cái cô gái kia. Thành ra em hình dung là đến một ngày nào đấy em là cái người vợ đấy, em sẽ thấy cảm thấy
Em sợ em là cái người vợ đấy chị ạ. Đấy, sao cả thế giới đều khen tặng và công nhận cái cô gái kia à, được đàng hoàng, danh chính ngôn thuận, hợp lý. Em thấy cả thế giới đi bênh cái cô gái đấy, nên là cứ thế xót xa cho cái người vợ. Tức là em đang chia sẻ cái cảm giác riêng của em. Chị hiểu tại sao em có cảm giác đó. Rồi, bây giờ các bạn nào có à, chị thấy Thanh giơ tay nào. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Dạ chị ơi, cho em hỏi ạ. Gần đây em có nghe một cái like của một cái bạn khác á, thì em có bạn nó có hỏi á là bạn đấy với người yêu thì là yêu nhau, tức là cũng hai người đang tìm hiểu yêu nhau đó. Thì bạn người yêu hay nhắc tới một cái chuyện, đó là bạn người yêu bảo là bạn anh người yêu với lại là cái bạn người yêu cũ á, là gặp nhau chưa nhiều, hồi trước chỉ yêu nhau gần 1 năm thôi, nhưng mà anh đấy nhận ra là yêu bạn người yêu cũ. Còn mấy cái bạn này là thời gian cũng lâu rồi nhưng mà chưa biết được là yêu hay không. Đấy thì vẫn đang phân vân, một là yêu một là không yêu. Cái bạn đó bạn là sau khi mà nghe anh đó nói xong thì lúc đó bạn ấy cảm thấy rất là tò mò, mới hỏi sâu về cái chuyện đấy. Nhưng mà sau đấy vài hôm bạn đấy cảm thấy rất là khó chịu cái chuyện đấy. Sau bạn đấy hỏi một cái cô đấy thì cô đấy bảo ấy là bây giờ ấy thì bạn đấy cứ nhắc với anh đó là kiểu như là bây giờ có một cái anh mà em rất là thích, rồi anh ấy rất là tuyệt vời này kia, nhưng mà em có lý do mà em không tới được với anh đấy. Bởi vì người yêu cũ của cái bạn của cái anh kia thì đã kết hôn rồi. Thì bây giờ kiểu như là cái cô nó nói là giống như là mình hãy là ăn miếng trả miếng như vậy. Như vậy cái xong nếu mà anh đấy cảm thấy khó chịu thì mới nói với anh đấy là em mới nói như vậy thôi mà anh đã thấy khó chịu rồi, thì anh nghĩ thử xem cảm giác của em như thế nào khi mà anh kể với người yêu cũ như vậy, trong khi người yêu cũ của anh đã lấy chồng rồi các kiểu, thì em đã có cảm giác như thế nào. Thì bạn nó mới hỏi là nếu như vậy á thì cái cảm giác rất là ăn miếng trả miếng thì có vẻ là cảm giác như là hạ thấp người đàn ông không. Cái cô đó mới nói là hạ thấp gì đâu, thì người ta đã, khi mà người ta nói đến người yêu cũ, nghĩ đến cảm giác của mình đâu, thì mắc gì mình phải nghĩ đến cảm giác của người đó. Đấy thì cứ trả ăn miếng trả miếng như vậy, em cảm giác là nghe giống như nói giống như là mình đã cái nư á chị. Thì hồi trước thì em nhớ chị bảo là khi mà người đàn ông nhắc tới người yêu cũ chẳng qua là kiểu như là người ta có một cái thư viện, người ta với cái cuốn sách gần đấy thôi. Dạ thì người ta nhiều khi người ta nói như vậy cũng không có ý gì đâu, mà lúc mà anh bạn đó kể thì bạn ấy bảo là người yêu cũ người người cái anh người yêu đó cũng nói là anh chỉ nhắc như vậy thôi chứ không phải là có ý so sánh gì cả. Thì em cũng không biết là nếu cho trường hợp này thì mình bạn đó nên xử lý như thế nào theo ý của chị. Vì chị bảo là khi mà một người nhắc đến người yêu cũ thì chị là giống như là một cái chị đó gần gũi nhất với người ta thôi, còn cô này bày nói là nói theo kiểu như là ăn miếng trả miếng như vậy á chị, đúng như ăn ông ăn chả thì bà ăn nem nó cho đã lại á. Thì là theo chị là mình nên như thế nào hả chị? Có bạn nào kể lại cho chị không? Tại chị không có nắm được à, chị không nắm được cái câu chuyện luôn á. À dạ. Có bạn nào Em nghe nói rồi tóm lại chậm chậm, tại vì Thanh nói nhanh quá, à cái dạ. não chị nó không theo kịp. Em nói lại đúng Hiện không? à, À dạ. em hiện em có nắm được không? Không, chị nghĩ là các bạn nắm được á, nhưng mà chị thì chị hơi chậm á. Em nghe Có câu bạn nào chuyện nắm của được không chị? Ừ, em thử tóm lại cái hiện. em cũng nghe không có kịp á chị, nên em sợ đây có không có đủ ý của bạn được. Bạn Thanh nói lại một lần nữa. À vậy để em nói lại, tức là em có nghe trên một cái live khác thì có một cái Ok bạn đấy, ok bạn ấy học ok đợi chị chút, đợi chị chút, tại vì em nói lại thì nó cũng giống như là à mình à, em nói nhưng mà em phải ngưng một hai câu để cho chị hỏi em, dạ để dạ em rồi nhìn cái khuôn mặt chị có hiểu không. dạ dạ Rồi em nói lại đi. dạ tức là có một cái bạn này, bạn ấy kể bạn đấy với lại là người yêu thì yêu nhau, nhưng mà anh đấy có một hôm anh ấy bảo với bạn đấy là anh đấy có từng có người yêu. Thì người yêu cũ của anh đấy và anh đấy vì là từng yêu nhau cũng thời gian cũng khoảng 1 năm thôi, nhưng mà anh đấy có cảm giác là anh đấy Có nghĩa rằng là đang có người yêu tại thời điểm hiện tại và dạ người đúng yêu cũ đã chia tay 1 năm rồi, hay là đã quen 1 năm người yêu cũ thì đã chia tay rồi và giờ người yêu cũ đã lấy chồng rồi. và người Dạ yêu đó đã từng quen nhau 1 năm. không phải quen, dạ đúng rồi, đã từng quen nhau 1 năm đúng. Và Rồi. anh ấy bảo ấy là tuy là quen nhau 1 năm và cũng gặp không nhiều, nhưng mà anh ấy nhận ra là anh ấy yêu bạn người yêu cũ đấy. Rồi. Còn cái bạn này này với anh này là yêu nhau thời gian lâu hơn, nghĩa là quen nhau thời gian lâu hơn, nhưng mà anh ấy cũng chưa biết được là anh ấy có yêu bạn này hay không, vẫn đang mơ hồ giữa yêu và không yêu.
Đấy, Rồi. các bạn đấy khi mà nghe như vậy, bạn đấy cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng mà Rồi. vẫn tò mò về câu chuyện đấy, bạn đấy mới thắc Rồi. mắc anh ấy thêm. Cái lúc mà nghe anh ấy kể á, thì bạn ấy không thực sự quá khó chịu vì đang có tự cái tò mò nó nổi lên, mình muốn hỏi thêm ấy. Nhưng mà sau đấy bạn cảm thấy, bạn ấy cảm thấy rất là dằn vặt khó chịu trong lòng vì bị Đúng so sánh chưa? như vậy. Dạ, Rồi. cái bạn đấy sau đó mới hỏi một cái cô đấy, thì cô đấy mới nói là bây giờ ấy, bạn đấy Hỏi cái hãy nhận cô, cái người yêu yêu mới hỏi người yêu cũ, phải không? không không hỏi một cái cô, nghĩa là có một cái cô có kinh nghiệm khác đó, À, hỏi thì một cái bạn đấy mới gì hỏi khác rồi. à ừ, cái cô đấy mới nói là bây giờ bạn ấy hãy nhắc tới một cái người đàn ông khác, hãy bảo là người này rất là tuyệt vời, người này như thế này như thế kia, nhưng mà vì nhiều lý do mà bạn ấy không tới được với người đấy thôi. Thì nếu khi Là mà anh sao, người yêu đấy là sao? cảm thấy, Khoan tức là khoan bây khoan giờ khoan bạn ấy khoan em ngưng lại, em chậm lại chút, em nói tốc độ nhanh quá. Bây dạ giờ nè, ừ em đi ra đường mà em nói với trai vậy thì trai có chạy à, hết luôn dạ cái sau khoan khoan chị chưa theo hiểu, như chị chưa có chị Uyên, hiểu, theo đợi như chị một em hiểu cái câu 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 chuyện của chị Thanh á, thì tức là cái tức là cái chị này, chị lên trên live, tức là cái chị mà bây giờ đang có một cái anh người yêu, và anh người yêu đấy đang yêu một cái, tức là anh ấy, hai người đấy đang yêu nhau, thì anh này anh ấy đi kể với chị này về cái người yêu cũ của anh ấy, và nói rằng là anh ý rất là nặng lòng với cả cái chị người yêu cũ kia. Thì cái bạn này này, bạn ý mới cảm thấy rất là khó chịu, và bạn ý lên trên live, bạn ý hỏi một cái cô này, tức là cái người giáo viên này chẳng hạn, tức là người ta là một cái người có tình cảm trong vấn à, có kiến thức trong vấn đề tình cảm, thì cái người người cốt này chẳng hạn đấy, em có thể gọi là người cốt, thì người cốt này mới khuyên cái bạn bạn đó rằng là bây giờ em hãy về em nói với cái anh người yêu của em ấy là trước đây em cũng từng yêu một cái anh người yêu cũ khác, và anh đang rất và anh người yêu cũ đấy rất là tuyệt vời, rất là very good, nhưng mà vì một cái lý do gì đấy nên là em với anh người yêu cũ của em mới chia tay. Tức là ý ở đây là cái người cốt kia đang khuyên cái bạn bạn cái bạn mà có vấn đề về tình cảm đấy là ăn miếng trả miếng lại với cả cái anh người yêu hiện tại này, bởi vì là Chị ơi, bởi vì là anh hai cái đang chứng người, tí đúng không ạ? Em à hiểu như vậy có đúng không ạ? dạ gần gần giống như vậy ạ à, bởi vì là bạn cái cô cốt đấy mới bảo là bây giờ hãy tưởng tượng là một người không phải là người yêu cũ của cái bạn này đang hỏi đâu, mà hãy tưởng tượng đó có một cái anh đang theo đuổi bạn đấy hoặc là như thế nào đấy, rất là tuyệt vời, rất là kiểu như là rất là tốt với bạn này này kia, nhưng mà vì nhiều lý do gì đấy mà em không tới được với người ta, hãy nói như vậy đi. Cái xong bạn ấy nói mà nếu nói như vậy rồi sao nữa, cái cô cốt em mới bảo là nếu như nói vậy xong mà anh kia cảm giác khó chịu thì bạn này hãy nói với anh kia là em mới nói với một người như vậy thôi mà anh đã cảm thấy khó chịu rồi, thì anh hãy tự hỏi cảm giác của em khi mà anh nhắc tới với người yêu cũ mà anh còn nói về tình cảm sâu sắc của anh với người yêu cũ như vậy nữa thì em sẽ cảm giác như thế nào. Cái là bạn ấy mới hỏi là như vậy thì có cảm giác ăn miếng trả miếng quá hay không. Đấy thì cô đấy mới nói là khi mà người ta nói đến với em như thế, người ta đâu có nghĩ đến cảm giác của em, thì việc gì em phải nói nghĩ đến cảm giác của người ta như vậy. Các bạn ấy mới nói là khi mà anh ấy nói như vậy thì anh ấy cũng nói là anh nói ra không phải có ý so sánh gì đâu, mà anh chỉ đang phân vân về tình cảm của mình. Nhưng mà bạn cô ấy mới nói là hãy ăn miếng trả miếng để cho người ta hiểu cảm giác của mình. Cái xong vì em khi mà em nghe như vậy xong em mới sực nhớ lại hồi chị mà hồi xưa chị từng nói, chị bảo là khi mà một người đàn ông người ta nhắc tới người yêu cũ thì là có một cái thư viện gì đấy gần nhất, ta lấy lại một quyển sách gì đấy thôi, chứ không phải là người ta cố ý làm tổn thương. Dạ em nhớ là như vậy. Nhưng mà nếu mà chị trong cái trường hợp của bạn đấy thì chị đã làm như thế nào để cho bạn ấy cảm thấy thoải mái hơn, hay là mà chị nghĩ là người ta chỉ vô tình nghĩ nói như vậy thôi ạ, thì chị có thể phân tích thêm cho em được không ạ? Rồi, chị hiểu rồi. Bây giờ chị mới hiểu, tại vì không phải em nói nhanh mà là vì bản chất câu chuyện này nó quá phức tạp. Nó có quá nhiều nhân vật. Mà chị lại rất là chậm trong cái việc là mình lĩnh hội người khác. Thì mình bây giờ mình tư duy một chút, là cái người đàn ông đối diện của cái người đàn ông đó đó, mình có thật sự muốn gây một cái ấn tượng với ảnh không, và mình gây ấn tượng với ảnh là mình là cái người biết điều, mình là cái người phụ nữ nhẹ nhàng bao dung,
mình là người phụ nữ và trân trọng người khác, hay là mình muốn đúng sai với ảnh. Em phải xác định mục tiêu đã, em sẽ phải xác định mục đích đã, thì hành vi của em nó mới tương ứng được. Em có muốn người đàn ông này yêu mình hay không, hay là muốn người đàn ông này có cảm tình với mình hay không, hay là mình chỉ muốn là đúng sai thôi. Thì đầu tiên á là mình phải xác định cái mục tiêu trước, để cho hành vi của mình á đâu đó nó không phải là mình sẽ có cái sự điều chỉnh ngôn từ nó phù hợp, mà không đi theo cái hướng sát phạt là anh là một cái người không biết quan tâm tới cảm xúc người khác. Mình không đi theo cái hướng đó. Rồi thứ hai nữa là mình cần phải hiểu là mình đang theo trường phái nào. Mình đang theo trường phái là mình ông ăn trả bà ăn nem. Nếu mà mày tát tao một cái thì tao tát mày là gái cho nó về. Bạn chọn trường phái nào? Hay là bạn chọn cái trường phái là mình người ta sao á thì mình muốn cái người đó có tình cảm với mình, thì bằng cách nào đó mình phải cho người ta biết rằng mình đánh giá cao về họ. Thì em phải xác định cái trường phái em theo. Trường phái em theo. Thì khi em xác định mục tiêu và em xác định cách làm thì em sẽ biết em phải làm gì. Bây giờ là Thanh trả lời chị đi, ví dụ đó người đó là em đi, người đó là người yêu mới là em đi, thì mục tiêu của em muốn là gì? Em có thể nói Em có thì phải là mục tiêu là muốn người ta yêu mình, nhưng mà đúng rồi. em cũng không biết sao em cảm giác là nếu như mà em ở trong cảm giác đấy thì em cảm thấy rất có uất ức kiểu gì, và cũng kiểu muốn nói ra cho đã cái đư, nhưng mà vẫn muốn nói ra giống như đấy, nhưng mà vẫn nghĩ là muốn nếu mà nói ra thì như thế nào tiếp theo. Hai người cũng cảm giác như là rất là căng thẳng thì cũng không đến đâu được ấy, thì nhưng mà nếu mà không nói ra cảm giác của mình thì cũng không ổn, thì vậy thì em cũng nên làm sao vậy ha? Thì bây giờ là xét lại là mình khi mình nghe một người nào đó mà mình cảm giác bị tổn thương á, là đôi lúc á là ví dụ như bạn nghe á là cái người kia nhắc về người kia đi, thì thường các bạn gái rất dễ bị tổn thương, là tại vì bạn nghĩ người bạn trai đang so sánh hai phiên bản với nhau. Nhưng mà đa phần á là người đàn ông họ kể về người yêu cũ á, nó có nhiều cái mục tiêu lắm. Nó có thể là có 10 cái mục đích khác nhau. Mục đích, một trong những cái mục đích đó là có thể rằng là muốn mình là người hùng ở trong câu chuyện đó. Hoặc là muốn mình là cái người là không có sai ở trong câu chuyện cũ. Tại vì hai người chia tay thì phải có một người sai. Và anh ta không muốn là cái người sai ở trong câu chuyện đó. Hoặc là anh ta muốn đề cao bản thân. Nếu cái chị đó là một cái người rất là nổi tiếng, rất là dễ thương, thì ảnh sẽ nói về người yêu cũ với cái sự rất là tự hào. Là tại vì mình cũng quen một người đó thì đẳng cấp mình cũng hoặc bằng cô đó hoặc là cao hơn cô ấy. Cho nên bạn sẽ thấy có những người đàn ông họ sẽ nhắc về người yêu cũ với một cái niềm tự hào như vậy. Có nghĩa là anh đã từng quen cổ, thì cái level anh ở đâu đó phải trên cô ấy thì anh mới quen được cổ. Thì người đàn ông họ có cái sự đó, họ có cái điều đó. Với những cô gái cực kỳ có giá trị, người đàn ông hay sẽ tuyên bố là mình đang sở hữu cổ hoặc là mình đã từng sở hữu cổ. Rồi những cái lý do khác là người đàn ông đó họ không tinh tế,
họ muốn thay đổi cái người bạn gái mới, nhưng mà họ không biết nói như thế nào cho nó khéo, thì họ nhắc tới người yêu cũ để người yêu mới có thể nào noi theo cái cô ấy mà làm, cái hình tượng cô ấy là làm cô ấy dịu dàng, cô ấy dễ thương. Rồi nó cũng có những cái mục tiêu khác là cái người bạn trai đó họ thấy bạn đang coi thường họ quá, cho nên họ nhắc với người yêu cũ để cho bạn hiểu rằng là cái người yêu cũ đã trân trọng mình như thế nào, cho nên em đừng có coi thường anh như vậy. Rồi có thể rằng là người ta nhắc về người yêu cũ là tại vì thường nha, thường không phải là việc là họ còn yêu người yêu cũ, vì là thói quen, thói quen là những cái người phụ nữ đã đi qua cuộc đời mình thì mình sẽ nắm rất là rõ những cái đặc tính của cô ấy, và qua cô ấy thì mình hầu như mình sẽ phân tích tâm lý phụ nữ rất là rõ ràng, rất là rành mạch. Ý anh ấy muốn thể hiện rằng là anh ta rất hiểu phụ nữ, và trong câu chuyện á là phân tích tâm lý phụ nữ, thì mà nếu mà cho ví dụ thì chẳng biết ví dụ ai, ví dụ mẹ không được tại vì mẹ đâu có nằm trong câu chuyện tình yêu, ví dụ chị gái cũng được, chị gái không có nằm trong cái hoàn cảnh của cái hẹn hò, mà chỉ có một cái người phụ nữ mà có thể dễ dàng lấy ra ví dụ nhất là người yêu cũ. Cho nên á, đó là 10 cái lý do mà người đàn ông nhắc về người yêu cũ mà nó không liên quan gì tới người yêu mới hết. Cho nên á, nếu bản thân chị đi gặp một người đàn ông và người đàn ông đó nói về một cái chị nào đó, thì nếu mà mình muốn lấy tình cảm của người đàn ông đó đó thì mình phải khen cái người phụ nữ của người đàn ông đó, cho dù anh ta đang anh ta có khen tặng hay là anh chỉ nhận thôi. Tại vì khi mình khen cái người yêu cũ có nghĩa là mình khen cái con người đối diện mình, hoặc là mình ngồi mình lắng nghe, mình bỏ qua tất cả, là tại vì cái bản thân chị khi mà chị ngồi lắng nghe cái một người đàn ông nói về người phụ nữ khác, cái bản thân của chị là quá tự tin, chị biết chị là ai, người phụ nữ nào bằng chị hay không bằng chị, hay là chị không bằng người nào chị đều biết hết, thì cái người đàn ông đó chị không nghĩ rằng là người ta đang so sánh chị với bất cứ người phụ nữ nào. Nhưng mà đó là cái câu chuyện, và chị sẽ cảm ơn cái sự chia sẻ của người đàn ông đó và nâng cao tâm hồn anh ta lên, đẩy anh ta lên một cái vị trí khác, trân trọng anh ta, khen anh ta là cái người rất hiểu tâm lý phụ nữ, và anh ta cũng tại vì anh ta trân trọng cái người phụ nữ cũ có nghĩa là anh ta cũng đang trân trọng mình, thì mình phải đẩy theo cái hướng đó thì người đàn ông họ mới nể mình, thì trong cái khuôn khổ nói chuyện đó, họ sẽ dè dặt hơn. Còn nếu mà bạn giận, bạn đi theo cái chiều hướng là bạn nói là anh ta là ồ anh là người đàn ông không có biết quan tâm tới tâm lý phụ nữ, anh chà đạp lên cảm xúc của tôi, anh là cái người tồi, thì người ta sẽ sao, người ta sẽ đi theo xu hướng là phải giải thích, phải phân minh, phải phân bua, mà trong khi phân minh phân bua đó nó lại sanh ra những cái cảm xúc khác của bạn là anh ta không có chấp nhận, thì nó lại đẩy cái cao trào lên. Tuy nhiên nói thì nói vậy thôi, thì các bạn cũng nếu mà các bạn đủ cái tự tin về bản thân của mình á, bạn sẽ hành xử khác, bạn không đi theo những câu nói của người khác, đi theo cảm xúc của người khác, mà bạn đứng trên cái vấn đề, bạn đứng trên cái hoàn cảnh, bạn đứng trên cái conversation, nhìn xuống để mà nên làm gì cho nó hay ho. Còn nếu mà bạn thiếu cái sự tự tin đó là bạn bị câu chuyện dẫn dắt,
nó cứ kéo mũi bạn giống như trâu á, mà người sọt cái sợi dây vô á, người ta nói tới đâu là nó kéo cái mũi của bạn dắt đi như trâu vậy đó, bạn không đứng trên cái vấn đề được. Cái vấn đề ở đây là vấn đề là sự tự tin của bản thân. Bạn có đủ tự tin chưa để biết rằng cái người đối diện á, họ họ nói điều gì nó không quan trọng. Nếu họ tưng hô bạn á thì mình phải khiêm tốn bớt. Còn nếu bạn đang xài xể bạn á thì bạn nói ồ chắc là anh không có hiểu về em, chứ nếu mà anh hiểu về em thì có lẽ là anh không có những suy nghĩ như vậy. Bạn nói thầm với mình á. Cho nên là lúc mà chị đi tiệc á, khi mà những người đàn ông họ say á, họ hay trêu ghẹo mình á, họ hay trêu ghẹo mình á, thì người ngoài nhìn vô á có vẻ như là mình, tại sao mình không phản ứng, tại sao mình không có nghiêm sắc mặt, cái sắc mặt lạnh như tiền hoặc là sắc mặt như cái gì, cái con dao, mà mình vẫn rất là lịch sự á. Tại vì bản thân của mình á, nguyên cái tiệc đó có nhìn mình sai á thì có lẽ là mọi người chưa có hiểu mình, nhưng mà mình tin chắc rằng sau này mọi người hiểu mình thì mọi người sẽ rất là tôn trọng mình. Còn tại thời điểm có nhìn sai cũng không sao, có nghĩa là chấp chấp nhưng mà bạn có đủ tự tin hay không, cái đó là cái sự tự tin đó. Thôi bây giờ nói cái câu hỏi của Thanh đó, thì nó cũng hơi dài rồi ha, nó cũng hơi dài. Bạn nào có câu hỏi gì về hẹn hò không, khác không? Em hỏi Chị được biết không ơi, chị em ơi? thể hỏi chị được. Em nói đi. Dạ, nhân cái lúc mà chị nói về sự tự tin á, thì em có một câu hỏi đấy là làm sao để hoặc là những cái hành động nào mình có thể xây dựng được cái sự tự tin giống như chị Biên á. Bởi vì em của ngày hôm nay á, với em của ngày trước á, thì sau một khoảng thời gian em follow các course từ chị Biên á, thì em cảm thấy mình bình an và tự tin hơn. Nhưng mà đâu đó khi mà có một cái sự việc, công việc hoặc là một cái vấn đề liên quan đến tình cảm với những người khác mà nó không được thuận lợi á, thì em thường sẽ bị lo lắng một cách thái quá. Thật ra đó là một, đối với em á, điểm tích cực á, là nó giúp cho em có rất nhiều plan cho tất cả các không mọi cái việc mà có thể xảy ra. Nhưng mà đâu đó á, em cảm thấy nó ảnh hưởng đến cái đời sống tinh thần của mình. Bởi vì giả sử như một sự việc xảy ra, thay vì em chỉ nghĩ đến CD như người ta, thì em sẽ chạy đến tận Z. Và em làm cảm thấy cái cuộc sống tinh thần của mình nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì em suy nghĩ rất là lâu, thì em nghĩ là có thể sâu xa là em chưa có được cái sự tự tin về bản thân mình. Nên là một cái biến cố trong công việc hay là một tình cảm, nó có thể làm cho em question lại cái giá trị của bản thân mình. Thì em muốn nhờ chị cho em lời khuyên là làm sao để mình có thể xây dựng cái sự tự tin để cuộc sống tinh thần của mình, của em nó cũng sẽ được vui vẻ như các coach và như chị Biên. Thì mình sẽ có một cái hệ thống tư duy, một cái hệ thống niềm tin mà khi mình tương tác với người khác á, nó thành công, mình áp dụng nó thành công trong các mối quan hệ thì mình mới có sự tự tin đó. Có nghĩa là phải có những cái kết quả trước mặt em á, thì em mới tự tin. Thì để có những cái kết quả đó thì mình có một cái hệ thống niềm tin như thế nào? Như bản thân của chị thì không bao giờ chị đi theo hệ thống là ăn miếng trả miếng. Chị sẽ không phải thuộc trường phái đó. Chị thuộc trường phái là người ta có tổn thương mình thì mình cũng phải bảo vệ danh dự người đó. Mình bảo vệ danh dự người đó không phải vì người đó, mà mình vì mình và các mối quan hệ sau này. Đó là cái sự khôn ngoan. Chứ đâu có đời nào mà người ta tát mình cái, mình tát họ lại cái, thì cái oan oan tương báo nó bao giờ nó mới dứt. Nó bao giờ mới dứt. Thì để em có tự tin thì em phải phải áp dụng và phải nhìn thấy những cái thành công của mình trong cái mối quan hệ thì em mới có sự tự tin đó.
Rồi, ok thôi mình qua cái chủ đề khác đi, cái câu này mình lấy rất nhiều thời gian rồi. Thì các cốt là muốn mình nói lại câu chuyện là có thai, thời điểm có thai của một người phụ nữ. Thì khi có thai á, các bạn nữ nếu mà chưa được nhắc nhở trước hoặc là chưa coi cái live stream này thì các bạn đều 99.99% á, chỉ quan sát các bạn mà làm mẹ lần đầu tiên á sẽ rơi vô trạng thái bi đát, trạng thái là tâm thái bất ổn, buồn nhiều hơn vui, rất tại vì lúc đó hóc môn nó thay đổi và các bạn rơi vào cái trạng thái là các bạn cảm giác như rằng là cái cơ thể của mình đó nó trở nên xấu đi, bạn thiếu tự tin, bạn buồn vì không ai hiểu được cảm xúc của mình, bạn buồn hình như không ai quan tâm tới mình, bạn buồn là tại sao mình cứ đi khám thai một mình, cứ lái xe đi một mình tới gặp bác sĩ khám thai, chồng cũng không có bên cạnh và cứ đi thôi, cứ một mình đi. 9 tháng thai kỳ 11 cái hẹn thì 11 cái đều đi một mình. Bạn sẽ tỏ ra sầu. Rồi bạn là trong câu chuyện á thì tại sao mình không có được 6 tháng dưỡng thai? Tại sao mà sau 2 tuần, 3 tuần mình phải đi làm? Rồi sau 4 tuần mình phải đi làm, tại sao mình chỉ nghỉ được 2 tháng thai kỳ? Rồi sau đó mình phải đi làm lại. Rồi bạn có cảm giác rằng á, là sao mà mệt quá, mà tại sao có bầu mà làm mệt vậy mà không được nghỉ. Rồi khi đó bạn lại suy nghĩ tại sao mình không có chồng giàu để lúc mình sinh con mình ở nhà mình khỏi đi làm. Rồi bạn rất là nhiều cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu và nó làm một cái người mẹ mang bầu đó, cái tâm lý các bạn á trở nên rất là buồn, buồn mà không nói cho ai được. Rồi tâm lý là mình có bầu và mình phải ở chung với mẹ chồng, chồng mình chăm sóc cũng không có được, rồi mẹ chồng thì khó khăn, nhà thì nóng, chỉ xài quạt không xài được mới lạnh. Rồi chồng mình không phải là người đàn ông yêu thương mình, không có bóp chân bóp tay, không có quan tâm mà cứ đi nhậu. Thì đó là những cái cảm giác của những người mẹ mang bầu. Và cho dù là bạn là người phụ nữ nghèo hay là người phụ nữ giàu, sống trong biệt thự, bạn đều có những cái cảm giác rất là tiêu cực trong thời gian mang bầu. Thì có những cái lớp thai giáo người ta sẽ nhấn mạnh cho bạn rằng là nếu mà thời gian mang bầu á mà mình bị stress á, mình sanh con ra không có thông minh, con sẽ sau này nó dễ bị mắc bệnh trầm cảm hoặc là cái tỷ số thông minh nó thấp. Thì bạn về á, bạn sẽ vì con, bạn sẽ cố gắng là không có buồn, hoặc là bạn suy nghĩ là nếu như mà bây giờ mình vì con thôi, mình bỏ qua hết những cái suy nghĩ tiêu cực của mình đi, mình muốn con mình khỏe mạnh, tại vì mình rất là khó mang thai, mà bây giờ á, mà mình có thai á, điều đó nó may mắn rất hơn với rất nhiều người phụ nữ ngoài kia đang hiếm muộn, cho nên hãy vui lên đi, hãy sống có tâm trạng tích cực đi, tại vì các lớp thai giáo đều nói như vậy. Thì bạn thấy là nếu bà bạn vui á vì đứa con của mình á thì đó cũng không phải là bạn sẽ giống như bị cố phải ép mình vào một cái trạng thái tích cực, chứ thật sự bạn không vui trong lòng. Nhưng mà cái điều mà hôm nay cái live này á hoặc là trong lớp code chị muốn nói với các bạn á rằng á là những cái triệu chứng, những cái điều mà bạn gặp ở trong thai kỳ á
Thì người phụ nữ nào cũng vậy, người phụ nữ nào cũng ốm ngán, người phụ nữ nào cũng rất là mệt mỏi, nhức chân nhức tay. Và chúng ta sống trong mỗi môi trường xã hội á, là người nào cũng phải đi làm. Công việc chồng mình á, không thể nào nghỉ 10 ngày để đưa mình đi khám thai. Cũng có người làm được nhưng mà không phải là ai cũng làm được. Và mình không có chồng đi khám thai chung thì những chị em khác cũng vậy. Tại vì đặc tính của công việc, không phải nói xin nghỉ là nghỉ được. Ví dụ như vậy. Rồi chồng mình họ yêu thương mình nhưng mà họ không phải lớn lên ở trong một cái môi trường biết chăm sóc bà bầu. Họ họ cũng loay hoay, họ cũng biết chăm sóc mình. Cho nên họ làm thói quen quen. Họ hỏi han mình nhưng mà mình trả lời bằng sự im lặng, bằng cái sự thất vọng, thì họ cũng sợ, họ cũng dám hỏi mình luôn. Có nghĩa rằng họ cũng muốn mình hạnh phúc, họ cũng muốn trở thành người chồng gentleman, chăm sóc vợ bầu, nhưng mà mình rất là khó chịu, mình rất là cáu kỉnh. Thì người ta cũng sợ, người ta không phải là người ta ghét mình, nhưng mà người ta tránh đi những cái tương tác. Tại vì hỏi mình á, thì mình phản ứng lại như vậy thì người ta vẫn bị tổn thương. Và cái tổn thương người ta làm người ta quạo. Và người ta không muốn là cái quạo của người ta lại tổn thương lại cho người vợ. Cho nên người ta lại càng tránh tương tác với mình. Thì bạn lại thấy chồng mình trở nên im lặng và khó gần. Rồi có những người phải sanh một mình. Thì cũng rất nhiều người vậy. Rồi có những người, đặc biệt là ở Mỹ, thì họ mới họ đi đi làm cho tới ngày họ đi sanh, hoặc là họ chỉ nghỉ đúng một tuần trước khi sanh thôi, và 3 tuần sau là tất cả người phụ nữ ở Mỹ đều đi làm hết. Nếu mà sanh thường, sanh mổ thì được 5 tuần hoặc là 4 tuần hoặc là 6 tuần. Có nghĩa là sau 1 tháng rưỡi hay 2 tháng không có người phụ nữ nào mà ở nhà. Mà thường là sau 3 tuần là trở lại công việc full time bình thường. Chứ không phải là trở lại công việc là làm một nửa giờ đâu. Họ trở lại công việc làm như bình thường trước khi sanh vậy đó. Thì đó là đặc trưng của xã hội bây giờ. Không có ai mà cho bạn 6 tháng thai kỳ nằm ở nhà thẳng cẳng. Ví dụ như vậy. Ý ở đây nói rằng á, là bạn nên... thai kỳ á, là một cái thời gian rất là quan trọng. Nó bạn nên vui, bạn nên không có nên để mình vô cái trạng thái bi quan buồn. Tại vì cái việc mà mình chọn cái thái độ á, là bi quan á, và tiêu cực á, và buồn trong thai kỳ á, nó làm cho mình mệt mỏi gấp đôi, mình đau đớn gấp đôi. Mà nếu mà mình chọn một cái thái độ khác ở trong thời gian thai kỳ á, mình chọn thái độ tích cực để mình mang thai á, thì toàn bộ hành vi của bạn sẽ thay đổi. Bạn sẽ đi chụp hình bầu nè, lấy những kỷ niệm đó, rồi bạn chụp rất nhiều hình bầu ở những tháng khác nhau, để sau này con bạn lớn nó sẽ có những cái hình lúc nó mang bầu nó như thế nào. Rồi bạn cố gắng là nghe những cái bài, để cho con nghe những bài piano các kiểu, để cho con phát triển thai giáo nó mạnh khỏe, và bạn tránh đi những cái tâm tư buồn ở trong thời gian mang thai. Tại vì nếu nếu mà bạn được nhắc nhở trước trước khi mang thai á, thì khi mà bay vô mang thai á, thì bạn sẽ thông minh hơn, thông thái hơn, chọn cái thái độ mang thai tích cực hơn, là bạn thấu hiểu những người xung quanh, bạn hiểu mẹ chồng, bạn hiểu chồng mình tại sao lại có những cảm giác như vậy, bạn hiểu hoàn cảnh xã hội, bạn hiểu là những cái đặc trưng của người phụ nữ, rồi bạn hiểu rất nhiều khía cạnh tâm lý. Thì khi vô bạn mang thai á, bạn sẽ vui hơn rất là nhiều, bạn chấp nhận hơn rất là nhiều. Còn nếu mà không có dặn trước á, mà để cho bạn mang thai mà không có ai nói với bạn á, thì bạn nhảy vô thai kỳ á,
rất là quằn quại. Từ tháng thứ một tới lúc sanh con, bạn không có một cái ngày vui, bạn chìm trong đau khổ, chìm sâu ở trong đó luôn, chìm sâu ở trong đó luôn. Nhưng mà không có ai muốn bạn chìm sâu ở trong đó hết, cũng không ai gây sự hết. Từ các bạn dive mình xuống dưới đáy hồ và nằm ở dưới đó và khóc lóc. Thì bạn có hai cách, hoặc là bạn chìm dưới đáy hồ bạn đau khổ, hoặc là bạn ngoi lên mặt nước và bạn sống, và bạn có một cái thai kỳ gọi là golden, rạng rỡ, một thai kỳ hạnh phúc, một thai kỳ mang đến năng lượng cho nhiều người, mang đến tình yêu cho nhiều người, mang đến hân hoan cho nhiều người, lan tỏa cái hạnh phúc đó. Thì nó đó là cái sự lựa chọn của mình. Nhưng mà nếu không dặn trước thì là 99.99% đều chọn là đai xuống dưới mặt hồ và nằm dưới đó và khóc lóc. Không tin bạn, về bạn quan sát đi. Chị dâu của mình, chị ruột của mình, những người phụ nữ xung quanh đó, họ đều chọn cái cách đó hết. Họ đều chọn cái cách mang thai như vậy hết. Thì bây giờ á, cho những người đang hẹn hò đó, chưa có gia đình đó, sau này khi mà bạn có thai á, bạn nhớ những cái lời chị nói hôm nay, để chọn cho mình một cái thời thai kỳ hạnh phúc, hoành tráng lên, đẹp đẽ xinh lên. Tại vì người phụ nữ mà mang thai đứa đầu tiên á, là da mình sẽ rất là đẹp, người mình rất là xinh. Thì mình đứng chụp hình bầu, mình chụp hình cái mặt mình thôi. Thì sau này sẽ có những cái lúc là mình xinh đẹp nhất trong cuộc đời. Đâu biết mình có bầu hay không, nhưng mà cái lúc đó là mình đi chụp chân dung, mình chụp cái mặt thôi, mặt mình rất là đẹp. Rồi thì những chị mà có bầu rồi á, thì sẽ rất hiểu cái điều Viên nói. Còn những cái bạn mà sắp sanh đó, hoặc là sắp làm mẹ đó, thì các bạn nên chuẩn bị tinh thần cho cái thời thai thai kỳ của mình, cho nó hạnh phúc, cho nó rạng rỡ. Đừng chọn cái cách sống đau khổ, tại vì đó là suy nghĩ của mình thôi. Mình chắc nhiều người mình rơi vô trạng thái tâm lý nạn nhân á, nhưng mà mình biết đâu ở ngoài kia tất cả chị em đều như vậy mà, ai rồi cũng như thế thôi. Đó là hoàn cảnh xã hội, đó là đặc điểm xã hội, đặc điểm công việc ở thế kỷ này, thì mọi người phụ nữ đều như vậy hết, và ai cũng như vậy, ai cũng lầm lũi đi khám thai kỳ một mình. Bản thân chị cũng vậy, có thai thì cũng đi khám một mình thôi, nhưng mà lại không có buồn, là tại vì biết đó là công việc mà, chồng mình cũng đâu có thể mà nghỉ với mình, mà đi với mình hoài đâu, và đi khám thai kỳ một mình cũng không có buồn. Rồi thời thai kỳ á, cũng xinh đẹp, cũng chụp hình, rồi cũng rất là vui vẻ, ai hỏi gì cũng rất là vui vẻ, kể lại thai như thế nào, cũng có gọi là than khóc lóc là nó mệt mỏi như thế nào, nhưng mà than đó để có cái sự đồng cảm giữa hai người phụ nữ với nhau, để có cái sự yêu thương gắn kết, chứ không phải than đó để mà than trời trách đất, than thân trách phận, rồi để cho mà mình đổ lỗi lên người khác. Ok, rồi cái phần này nói trong lớp code thì nó sâu sắc hơn. Nói về livestream thì nó cũng rất là, không biết có đưa được thông điệp không, nhưng mà không biết có bạn nào nghe được có cảm giác gì không. Những bạn nào chưa có ba con nè, có nghĩ rằng là đây là một bài học cho mình không? Có ai phát biểu gì không? Em với chị Biên, Ok hèn. khi mà em nghe chị phân tích trong lớp cố đó chị, thì em thấy em rất là may mắn luôn á, tại vì em chưa trải qua giai đoạn đó mà em biết trước. Tại vì khi mà em nghe chị kể và chị nói, và em rất là may mắn là xung quanh em được quan sát những người thân của em mang bầu á, có em bé trong bụng á chị, thì những gì chị nói á, chính xác 100% luôn. Những cảm giác mà người thân của em đi qua y chang như chị luôn.
thì em chỉ có một cách là em ở bên cạnh á, dành nhiều thời gian hơn, hỏi thăm, quan tâm, nói chuyện nhiều hơn á. Thì những cái cảm giác đó, tại vì sao ta, phụ nữ á, thường thì em nghe những người thân em hay nói câu gì đó, nghĩa là câu đó làm cho mình rơi vào tâm lý nạn nhân, nó buồn hơn đó chị Biên. Nói câu mà người ta nói là đàn ông đi biển có đôi, phụ nữ đi biển một cô một mình. Có khi là khi người ta mang thai, người ta nói câu đó ra là người ta bị chạnh lòng đó chị, người ta rất là sợ. Ta nói là người phụ nữ mà lên đàn mổ giống như là thập tử nhất sinh, lúc đó chồng mình đâu đâu biết gì đâu đó, là người ta mang cái tâm trạng đó thì người ta sẽ bị buồn hơn đó chị. Rồi thì nó ngày hôm qua trong lớp cốt cũng có nói rằng là khi mà mình có bầu á, người đàn ông rất dễ ngoại tình, người ta lại đi ra tán tỉnh những người phụ nữ khác. Rồi khi mà vợ có bầu, người đàn ông sẽ ghê sợ thân thể, có nghĩa là không thích cái cơ thể của mình sau sanh. Nhưng mà đó là một 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 số cái gọi là một số ít thôi. Có nghĩa rằng là chị cũng có ví dụ trong lớp coach á, 1.000 cặp á, thì chỉ có vài cặp người đàn ông ngoại tình trong lúc mình vợ có con thôi. Còn đa phần những người đàn ông khác á, thì khi vợ có con, có mang thai á, họ họ biết người phụ nữ cực. Cho nên mấy anh á, là quay lại chăm sóc vợ và cũng cố gắng kiêng khem để vợ mình không có buồn. Nhưng mà tại vì các bạn đi vô các course tư vấn á, các bạn nghe những câu chuyện ngoài tình nó quá nhiều á. Nhưng mà bạn có biết là ngoài xã hội á, là có rất nhiều người chồng rất là dễ thương hay không? Và con số dễ thương đó nó hơi bị nhiều á, nhưng mà mình lại là đồng đồng hóa là cứ cứ hễ mà vợ mang bầu á, là chồng ngoại tình rồi, bị gọi là từ bị ám thị như là Hằng nói luôn á. Đâu có đâu, nó là những trường hợp rất là ít thôi, nhưng mà những trường hợp đó nhiều lúc cũng phải vì ông chồng nữa, mà do mấy chị vợ quá quá khủng khiếp á, nó chờ giống như là có bầu rồi xong trở thành của sư tử Hà Đông hay gì á, làm cho người chồng không thể nào chịu nổi, thì người ta mới dễ bị ra ngoài, bị nghe những cái lời nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà đa phần thì theo quan sát của chị á, với những cái người xung quanh đây, trong cái thành phố này, thì khi vợ có bầu á, hầu như không có anh nào ngoại tình cả. Thật sự á, những cái người chị quan sát bên đây chị không thấy. Nếu mà nghe ra thì chỉ có một hai ca thôi, nhưng mà một hai ca đó có thể là khi mà trong cái cuộc sống bình thường, chứ không phải lúc vợ con bầu. Còn khi vợ có bầu á, thì người đàn ông thường họ sẽ quay lại chăm sóc người vợ, người ta không có biết làm gì nhưng mà người ta luôn luôn cố gắng là làm một người chồng tốt. Bạn sai gì anh cũng làm, bạn muốn mua gì anh cũng làm. Ngay cả thằng em của mình, thằng Út á, Nhân á, nó đang có vợ, nó đang mang thai đứa trai á, thì nó gọi điện với chị hoài, nó rất là loay hoay, vợ nó đau bụng thường xuyên, nó hỏi hoài nó vợ em mệt rồi, vợ em đau bụng rồi sao, rồi có đi bệnh viện không, nó rất là loay hoay. Và cháu mình cũng vậy, cháu trai cũng vậy, khi vợ nó có bầu nó loay hoay lắm, nó gọi điện mình biết à, nó sưng chân rồi bây giờ làm sao, mua cái gì để cho nó ngâm, mua thuốc gì cho nó uống, nó ho rồi là sao đó, cứ cứ quay đi quay quay lại. Cho nên những cái người xung quanh chị đều thấy là những người đàn ông tốt hết. Nếu bạn có nghe đi nữa, trên tư vấn đi nữa, những trang mạng tâm lý nữa, hay là những cái TikTok đi nữa, thì đó là trường hợp rất ít trong xã hội. Đừng nghĩ nó nhiều, nó rất ít, rất ít, chứ không phải là người đàn ông nào vợ mang thai thì cũng đi ngoại tình hết. Rồi, còn ai muốn phát biểu gì nữa không về cái câu chuyện này không? Cho em nói nha. Dạ thì em nghe câu chuyện cái chia sẻ của chị Biên á, thì em là một bác sĩ sản á, em làm việc với các cái bà bầu rất là nhiều, thì em cũng có cái cảm nhận rất là sâu sắc về cái vấn đề này á.
Cái giống như chị Biên nói á, khi mình có thai thì cái cơ thể của người phụ nữ mình thay đổi rất là nhiều á, do cái hormone nó chi phối. Cho nên nó ngoài cái việc mà thay đổi về vóc dáng, về cơ thể thì nó còn thay đổi cả về tính cách nữa. Cho nên cái việc mà mình mang cái tâm lý là mình là nạn nhân thì nó cũng có nhiều do những cái thay đổi như vậy đó. Nhưng mà nếu mình đón nhận nó với một cái tư thế tích cực là mình được mang một cái đứa con mình trong bụng, nó được ở trong bụng mình được đồng hành với nó, thì mình sẽ mang nó một cái tâm thế nó hạnh phúc, nó vui tươi hơn. Và những cái việc mà cái tâm thái mình đón nhận đứa con của mình thì nó thật sự là nó có cái lợi ích, không phải là cho riêng người mẹ nữa mà cho cả đứa con trong bụng nữa. Vì khi mình vui á, thì cơ thể mình nó có dopamine, và khi mình buồn á, thì cơ thể mình nó có cortisol, và những cái hormone đó thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên đứa bé. Cho nên là thông qua câu chuyện của chị Viên á, thì đúng là các bạn cũng được hiểu nhiều hơn về cái chuyện mà mình đồng hành với con trong cái thai kỳ như thế nào. Mặc dù là những cái mong mỏi của mình là có, nhưng mà mình hãy suy nghĩ đến cái đứa con trong bụng mình, cái mầm sống đó, và mình đón nhận nó như thế nào để được với bé nó được chào đời một cách là hạnh phúc nhất. Thì em cảm ơn cái chia sẻ của chị Bi để em được góp thêm một ít ý kiến với các bạn. Ok em, bác sĩ Kim Anh. Em thay em sản ở ở thành phố nào? Miền Tây. Dạ em ở Bạc Liêu ạ. Bạc Liêu hả? Địa chỉ em chỗ Dạ. nào các bạn tới phòng Bạc Yeah. Liêu. Tại vì có máy. Tại bác sĩ Kim Anh á, rất là dễ thương, rất là dịu dàng. Chưa thấy người nào mà dịu dàng như là luôn á. Phòng mạch Dạ Kim Anh hả? thì dạ em cũng có một cái phòng khám nhỏ nhỏ thì em cũng sẵn rồi em khoe với mấy bạn luôn là từ ngày mà em là một cái course khóa 4 của chị Biên ha. Từ ngày mà được làm học trò của cô Biên thì mình ngồi phòng khám á, mình không có được nghe khen là bác sĩ giỏi, nhưng mà mình được khen rất là nhiều là bác sĩ dễ thương với lại là bác sĩ tâm lý. Là những cái câu mà bây giờ em thường được nghe các bạn khen về em như vậy đó. Và em cái điều đó em rất là trân trọng, và nó là một cái thành quả của sự học hỏi và một cái sự may mắn của em khi mà được làm học trò của cô Biên. Nhưng mà chị hỏi cái này nó sai nốt thôi. Có nghĩa là từ khi mà em thăng bằng đi, em trở thành một cái người dễ gần á, được yêu mến á, thì có phải là vấn đề tài chánh nó cũng tốt hơn không? Dạ chính xác là như vậy ạ. À. Vì khi người ta yêu mến mình thì người ta sẽ tìm đến mình nhiều hơn đó ạ. À. Thì cái thực ra khi bạn trở thành một cái người phụ nữ dễ mến dễ gần á, ok It's the charger ok I will fix it later, for the RC phone. Okay, fix it now. It ok no I can't do it now, ok bring it outside. needs to charge. We leave it Ok, oh, there. sure. Leave it there and chill them. Thì khi mà bạn thăng bằng á thì là nó thu hút nó về tài chánh mọi thứ đều tốt hơn trong đời sống hết á. Và cái điều đó là nó đương nhiên luôn á, nó hiển nhiên luôn á. Thì quay lại có hai ý mà bác sĩ Kim Anh có nói. Ý đầu tiên á thì bạn biết á, là khi mà bạn đi thai kỳ thai sản thì đa phần bác sĩ sẽ có một cái từ rất là nổi bật là cortisol, có nghĩa rằng họ sẽ ly tâm cái máu của mình để phân tích là một cái người mẹ có bầu thì cái hàm lượng cortisol đó, hàm lượng hormone stress đó, nó nhiều hơn là cái người bình thường và nó ảnh hưởng tới thai kỳ như thế nào. Nhưng mà cái điều đó nó chưa đủ, tại vì bạn có thai mà bạn chỉ vì con chăm bẩm vì con tốt mà để bạn hy sinh tất cả mặt còn lại thì bạn muốn vui. Cho nên á là cái vấn đề chị phân tích cho các bạn á, nó không chỉ là cái cortisol hormone thôi mà nó liên quan tới hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh văn hóa của người Việt,
với những cái đặc điểm của đời sống hiện tại, với những tâm lý của những người xung quanh mình, để cho bạn thấu hiểu, để bạn chọn cái thái độ sống tích cực. Chứ nó không đơn giản là chỉ nói về hóc môn mà thôi. Và có một cái điều á, là ví dụ như bạn nói, đương nhiên là mọi người chúng ta đều hiểu rằng là hóc môn ở trong thai kỳ nó rất là trồi sụt và nó ảnh hưởng rất là lớn tới cơ thể, tới tâm lý của mình. Nhưng mà con người của mình nó có ý chí, nó có ý chí, nó có quyền lực, nó có ý thức. Và mình dùng cái ý chí đó, mình có thể vượt qua được những cái hóc môn đó. Mình hoàn toàn có thể áp đảo được, mình hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Hoặc ít nhất á, là mình giảm một nửa. Ví dụ như bạn nào có thai mà bơi hết 4 tháng đầu là nó cảm giác rất là mệt mỏi. Thì khi mà bạn chọn thái độ thì có chọn thái độ tích cực để mà có thai kỳ á, thì 4 tháng đó bạn vẫn ói, bạn vẫn mệt, bạn vẫn nhức xương chân. Nhưng mà ít nhất á, về cái tâm lý của mình á, nó giảm một nửa cái sự đau khổ. Còn nếu mà bạn chọn cái thái độ là đau khổ với 4 tháng mà không có được khỏe đó đó, thì cái thân thể của bạn á, nó suy nhược lên gấp đôi, và bạn hầu như bạn không có thể vượt qua được thai kỳ. Bạn sợ đến nỗi là bạn không muốn có con đứa con thứ hai luôn. Rồi cái ý thứ hai về cái đó là về 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 ý chí của mình hoàn toàn có thể áp đảo được cái hóc môn estrogen mà nó trồi nó sụt như vậy. Rồi thì đó là về thai kỳ, mình hy vọng một cái livestream này thôi nó sẽ giúp đỡ tất cả những chị em ngoài kia chưa mang thai lần nào hoặc là sắp mang thai, bạn sẽ có một cái thai kỳ rất là rực rỡ. Dùng cái từ rực rỡ thì chị chứ đừng có tự tin mang bầu. Ok, có con thì đương nhiên đó là một cái điều rất là đặc ân rồi. Người phụ nữ không thể gọi là người phụ nữ hoàn thiện hoặc là complete đó. Người ta complete women nếu mà chưa có con. Các bạn chưa có con thì bạn vẫn chưa có đi qua hết những cái cung bậc của cuộc đời. Nói chung đó, có con thì hạnh phúc nó sẽ tăng gấp 3, gấp 4, gấp 10, gấp 20 lần. Rồi, bây giờ mình tới cái chủ đề là khiêm tốn. Hôm trước mình có hứa với bạn là nói về cái chủ đề khiêm tốn, bức tranh của một cái người khiêm tốn như thế nào. Có cốt nào trong này muốn mô tả cái bức tranh khiêm tốn không? Có nốt gì xuống không? Muốn chia sẻ không? Hỏi nè. Bạn nào nốt xuống mà thấy có cái điều gì hay hay cho bức tranh khiêm tốn, tại sao mình phải vẽ bức tranh khiêm tốn ra cho nó rõ. Bức tranh khiêm tốn sao rồi? Mình chưa nói đến một cái chủ đề khác là tại sao mà bạn cảm giác chồng mình yếu kém mà bạn không có yêu được cái người đàn ông bên cạnh mình. Cái chủ đề đó sẽ để là phía sau đi. Tại vì hôm nay nó sẽ không kịp. Có điều gì ở bức tranh khiêm tốn mà nó mới mẻ cho các coach? À, chắc hẳn còn muốn nghe mà thời nói trước đi. Dạ. Dạ thì như bữa hôm đi học á, thì những cái chân dung của những điểm chân dung của người phụ nữ khiêm tốn thì trong em động lại là thứ nhất là mình phải biết khiêm nhường trước những lời khen tặng của người khác dành cho mình, và trong những lúc mình tiếp xúc với các bạn cùng trang lứa hoặc là môi trường đông người á, thì mình nên nhường quyền ưu tiên cho những người nhường quyền ưu tiên và quyền lợi cho những người xung quanh.
Đặc biệt là mọi cử chỉ, lời ăn, tiếng nói, ngôn từ của mình á, là đều phải chậm lại. Và mình khiêm tốn ở đây là mình ca ngợi người khác, nhưng mà khiêm tốn về bản thân mình. Bản thân mình thì mình không cần phải giới thiệu, cũng không cần phải ba hoa màu mè. Và em thấy là có một cái ý rất là hay mà trước đây em chưa từng nhận ra, đó là khiêm tốn ở đây bao gồm là những quần áo mình mặc giản dị, những phụ kiện mình mang màu sắc nó tao nhã, nó toát lên một vẻ thanh thoát của một người tao nhã đó chị. Cái điều này là em mới ngộ ra trong cái bài học của chị thôi, chứ còn là hồi xưa em cứ nghĩ là khiêm tốn á là mình không nói về mình nhiều, hoặc là mình không khoe khoang. Thì cái đó sự hiểu của em trước đây nó hơi cạn á, nhưng mà khi mà gặp chị và học trong cái lớp của chị á, em thấy là thật ra có rất là nhiều cái tip nhỏ để cho mình trở nên khiêm tốn, và khiêm tốn nó gọi là tinh khiết luôn á. Em cảm ơn chị Viên. Có nghĩa là có cái ý rằng á, là một cái người khiêm tốn á, thì họ sẽ Hải Yến nói là nhường cái quyền ưu tiên và quyền lợi cho mọi người xung quanh, nó cũng là một cái ý đó. Có nghĩa rằng khi mà có những người phát quà hoặc là những cái người mà họ cho những quyền lợi, ví dụ như là có 10 gói quà mà có 15 người, thì cái người khiêm tốn á, cũng là cái người nhường cái quyền lợi đó cho người khác. Rồi một cái ý nữa là cái người khiêm tốn không thể là cái người nói nhanh được, không thể là cái người có những cử chỉ nhanh được. Người nào mà có những cử chỉ phản ứng quá nhanh, lời nói quá nhanh, thì người đó cũng không phải là khiêm tốn. Cái đó là khiêm tốn ảo thôi, hoặc là khiêm tốn ở bề mặt nổi thôi. Còn người thật sự khiêm tốn, mọi cái phản ứng của họ đều chậm, lời nói cũng chậm, cái suy nghĩ cũng chậm, phản ứng cũng chậm, di chuyển cũng chậm, ánh mắt cũng chậm, cái sự xoay người cũng chậm nữa. Và cái người thật sự khiêm tốn á, thì là cái người đó ăn bận rất là hòa nhã, không có sự nổi bật. Họ không chọn những phụ kiện quá lớn, họ không chọn những phụ kiện sặc sỡ. Thì nói ra như vậy là chị Viên hoàn toàn không có khiêm tốn tại chị Viên lúc nào cũng nổi bật, nhưng mà mình cũng chưa đạt đỉnh cao ở khiêm tốn. Nhưng mà thật sự những người khiêm tốn mà thật sự là những cái người mà chị nói là anh quá khiêm tốn hoặc là chị quá khiêm tốn, là thật sự là những cái mà mẫu người như vậy đó. Họ ngồi bên họ mình thấy là mình nhỏ bé khủng khiếp đó. Mình đi ra đường mình có thể ba hoa với mấy chị em, chị Viên này chị Viên khác, nhưng mà ngồi trước những con người đó mình thu mình rồi, mình thấy mình giống như học trò vậy đó. Thấy họ quá to lớn, tại vì cái sự khiêm tốn á, mới làm cho họ những cái người đó nó cao quý lắm, nó thanh thanh tịnh và nó thanh cao lắm. Mình cảm thấy mình rất là nhỏ bé. Rồi khiêm tốn á, là nhường cả cái quyền, nhường tất cả các quyền khác cho người khác, được thể hiện bản thân. Và khi người khác thể hiện bản thân thì cảm thấy bản thân mình thấy rất là sướng, chứ không phải là mình lại thấy là mình sao mày nói nhiều quá mà giành hết quyền của tao, mà mình cảm giác là cái người mình nhường cái quyền cho người khác được thể hiện bản thân á, mình thấy mình rất là hãnh diện về mình thấy là mình ngồi đây lắng nghe, và không phải lắng nghe không, mà đôi lúc mình ủng hộ những cái điều, có nghĩa là mình quảng bá thêm cho cái người đó nữa, thì đó mới gọi là sự khiêm tốn. Cho nên đó là khi mà bạn ở đỉnh cao ở sự khiêm tốn, bạn mới thu hút con người, tại vì bạn còn khoe khoang là bạn chưa có thu phục hết con người khác. Nhưng mà bạn ở đỉnh cao khiêm tốn, bạn sẽ thu hút rất nhiều nhân tài về cho mình, tại vì họ nhìn cái hình ảnh khiêm tốn của mình họ thấy thích. Họ thấy thích. Thì chỉ có một cái đội nhóm, cái đội nhóm đó họ nói chị Biên là người luôn khiêm tốn, nhưng mà khi mà bản thân mình đánh giá thì mình cũng khiêm tốn một nửa vời thôi, chứ không thật sự là người khiêm tốn nhất. Tại vì mình đã gặp những người rất là khiêm tốn. Một trong những người mà mình nghĩ rất là khiêm tốn đó là anh Trần Hữu Đức, tiến sĩ Trần Hữu Đức ấy, tâm lý học. Anh sẽ không đăng rất là nhiều bài nói về bản thân, rất ít bài đăng. Tuy nhiên á, khi nói về chủ đề khiêm tốn thì nó lại phát sinh một cái chủ đề nữa,
là bây giờ em làm công việc, em có một cái kinh doanh nhỏ, em phải phát triển nhân hiệu, em phải phát triển thương hiệu, rồi em phải quảng cáo sản phẩm của mình, thì em làm như vậy thì có khiêm tốn hay không? Thì đó là một cái chủ đề khác. Khi bạn làm vì đội nhóm của mình, vì hình ảnh của mình ảnh hưởng tới nhiều người khác, bạn bắt buộc phải đưa mình ra ngoài, bạn bắt buộc phải quảng bá cái nhân hiệu của mình, thì đó là về mục đích kinh doanh nó khác. Nó khác. Bạn nên làm điều đó, tại vì đó là cái mục đích, đó là cái kinh doanh, đó là những điều mà bạn cần phải làm. Còn trong đời sống thì bạn có thể là chọn cái cách khiêm tốn hơn. Rồi khiêm tốn đặc biệt là trong ngôn ngữ, trong ngôn từ của mình. Đương nhiên á, là mình không có phán xét rồi đó, tại vì mình không có thể chê bai người khác rồi. Mình không thể chê bai người khác rồi. Mà người khiêm tốn á, nó có nguyên một cái bộ từ điển của người khiêm tốn, mà có những cái từ khi bạn nói những cái điều đó ra thì bạn không còn khiêm tốn nữa. Rồi người khiêm tốn là người có thể ngồi yên lắng nghe khi ai đó đang nói về đúng chuyên ngành của mình mà họ đang bàn về chuyên ngành của mình, nhưng mà mình cũng không có nhu cầu phải thể hiện là mình đang ở trong lĩnh vực đó, và mình phải chỉnh sửa lại cái quan điểm hay là quan niệm của ai. Và người khiêm tốn là cái người chỉ nói khi được gọi tên. Rồi. Thì đương nhiên là cái người khiêm tốn sẽ có thói quen thường xuyên im lặng. Rồi, chân dung của người khiêm tốn là để chị coi còn gì nữa, còn gì, có ai muốn bổ sung gì nữa không? Kiềm chế tốt cảm xúc. Người khiêm tốn là cái người không thể hiện cảm xúc, nóng nảy quá, bực dọc quá thì không phải là người khiêm tốn. Người khiêm tốn là không có cảm xúc, không có thể hiện cảm xúc, mà cũng không có cảm xúc luôn. Nếu bạn ngay cả cái việc cảm xúc bạn chưa biết kiểm soát thì làm sao bạn gọi là bạn là người khiêm tốn được? Người khiêm tốn là chỉ âm thầm làm mà không có nói, có nghĩa là sẽ chọn cái cách làm nhiều hơn. Rồi, thì đó là chân dung người khiêm tốn. Có bạn nào muốn câu hỏi gì nữa không? Muốn đặt câu hỏi gì nữa không? Có lẽ là chắc là Hằng rất muốn nói, chị nói về người phụ nữ khi có con nè, đặc biệt là đứa con đầu tiên, kinh nghiệm của chị khi mà dành cho các bạn trẻ khi có đứa con đầu tiên, để làm sao tránh mâu thuẫn với những người xung quanh và mình có một cái nuôi dạy con nó chuẩn, mà không có sự va đập giữa mẹ chồng, hay là sự va đập giữa cái gọi là cái nền, những cái tập tục văn hóa, hoặc là những cái cách chăm sóc con của người xưa và về mình. Có nghĩa là mẹ mình thì nằm hơ than rồi hơ lá trầu, mình thì không thích dầu cù là, mình không thích dầu xanh, thì làm sao để mình dung hòa giữa giữa những cái người phụ nữ lớn tuổi, cô dì mẹ hay bà ngoại, và mình phản ứng như thế nào, tâm lý của mình như thế nào khi đứa có đứa trẻ đầu tiên. Có đứa trẻ đầu tiên á, bạn giống như một con sư tử, con bạn á, là bạn cũng không muốn ai đụng vào sợ nó mất màu hay sao á. Bế cũng không cho bế luôn. Chị nhớ là khi mà chị có La Lả là chị đặc biệt là chị không muốn cho bất cứ người đàn ông nào bế La Lả. Phụ nữ bế được nha, nhưng mà không cho đàn ông bế. Không hiểu tại sao lại có tư tưởng đó. Đàn ông bế là không được, làm giống như là mất trinh nó vậy đó. Nó cái kiểu kiểu vậy đó. Thì bây giờ thì mình cũng có ba đứa con rồi, mình sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn tránh những cái lỗi giống như mình. Nó quá là căng thẳng, nó quá là căng thẳng.
thì quay lại nếu có thời gian mình sẽ chia sẻ cái đó để chuẩn bị cho những bà mẹ trẻ bước vào cái cuộc sống với đứa con đầu tiên. Rồi, có ai có câu hỏi gì không? Khi mà bạn lớn tuổi á, mà bạn muốn tóc á, mà bạn bới cái kiểu giống chị á, mà làm sao ở trước đó có cái đồ phòng á, thì bạn phải mua một cái cây lược mà có cái banh trăng nhỏ đó để bạn đánh rối phần chân tóc á. Chứ mà tóc mình mà kẹp lên á, mà mình không đánh rối là không bao giờ nó đứng lên được hết, không bao giờ đứng form được hết. Cho nên á, là bạn thấy á, có những bạn gái khi ra đường á chân tóc của họ luôn có cái độ phồng, là họ có cái thói quen, họ rất giỏi trong cái việc đánh rối chân tóc. Tại nếu mình không có đánh rối chân tóc á, ngay cả khi bạn xõa cũng vậy, đôi lúc bạn cũng phải cần có đánh rối cái chân tóc. Tại mình không có đánh rối chân tóc hoặc là mình không có kẹp tóc á, cái tóc mình lúc nào nó cũng dẹp xuống cái đầu á, nhìn nó không có cân đối với khuôn mặt, nó làm khuôn mặt mình ngắn đi. Nhưng mà nếu mà mình đánh rối cái phần trên của cái chân tóc ở trên đỉnh đầu á, thì nó làm cho khuôn mặt của mình và hài hòa hơn. Đó, tiếp làm đẹp đó. Có ai muốn hỏi gì nữa không? Hay là có bạn nào muốn chia sẻ không? Cái tuần sau thì cái trong lớp thư pháp mình có gửi hình đó, mình nghĩ rằng các bạn học 2 tháng thôi là các bạn đã biết viết thư pháp rồi. Không có cần học lâu đâu, các bạn viết vẽ tranh, vẽ thủy mặc luôn. Vẽ thủy mặc rất là đơn giản, bạn hòa 3 cái chén, một cái chén nước không, một cái chén nước với một giọt mực, là mực loãng và một chén mực đậm. Lúc đầu á, thì bạn vẽ, lấy cái bút chì á, bạn vẽ hình 3 cái núi hoặc là 4 cái núi, 5 cái núi. Sau đó bạn chạy nước trước, cho nước nó loang lổ á. Rồi sau đó bạn chạy lên một cái nước mà có mực nhạt, cho nó loang lổ, cuối cùng bằng lấy mực đậm á, bằng chấm 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 những cái chóp, bằng ra một cái bức tranh thủy mặc rất là đẹp. Rất là đơn giản, bạn chỉ học 30 năm 30 giây thôi, bạn biết vẽ cái núi thủy mặc giống như trong những bức tranh thủy mặc mà Trung Quốc bạn thấy á. Còn bạn vẽ cái trúc, cái tre á, thì nó cũng đơn giản vậy luôn á. Bạn dùng cái cọ của mình, bạn chấm vô nước hòa mực loãng. Thì ở trên phần cây cọ ở trên đầu á, ví dụ như mà mình chấm cái cọ này đi, mình chấm nước vô thì nước nó sẽ hết cái phần này luôn. Sau đó mình lấy tờ giấy á, mình lau khô cái phần trước đi, mình chấm 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 4 5 cái thì cái phần này nó bị khô, thì mình mới chấm vô một cái mực đậm. Thì cái cọ này một nửa là nước, một nửa là mực đậm, đúng không? Nó sẽ loang lổ, thì lúc mà mình lướt lên một cái là mình làm thân cây tre, mình lướt 2 cái là mình làm 2 đốt tre, mình lướt 3 cái mình làm 3 đốt tre. Rồi sau đó mình vẽ những cái lá tre rất là đơn giản, có nghĩa là mình quạch một cái là một cái lá tre, và lá tre thì thường 3 4 cái lá nó đi với nhau, thì là mình vẽ được chút. Cho nên học thư pháp á, nó đơn giản lắm luôn á. Thì học 2 tháng thì chắc chắn Tết này bạn sẽ vẽ lên bưởi được. Bạn sẽ mua 2 cái màu mực, cái màu vàng gô với là cái màu đỏ. Bạn mua trái bưởi về, sau bạn sơn cái bưởi lên vàng hết trơn nguyên cái bưởi. Sau đó bạn vẽ lên cái chữ vạn sự như ý, hoặc là tài lộc thọ, xong rằng bạn đi tặng để người ta trưng trên bàn thờ, rất là có ý nghĩa. Còn chị khi mà chị biết viết chữ thư pháp á, là chị tặng tên, chưa tặng hết mọi người là tại vì các bạn đông quá nếu mà tặng tên hết các cốt chắc chỉ có ngồi viết thư pháp thôi chứ không có soạn chiếc được. Nhưng mà mình tặng tên với một số người họ rất là thích, đặc biệt là thấy tên mình ở trong thư pháp nữa. Cho nên học thư pháp là bạn nào cũng phải nên học hết đó. Thì học rất là đơn giản. Các ngày của lớp code học á, thì 7 giờ tối tới 8 giờ bạn cứ chui vô đó. Chị nói chị có thể dạy cho bạn biết thư pháp, vẽ thủy mặc, vẽ chút trong vòng 1 ngày thôi đó.
nhưng mà điều nó nét nó không có xuất sắc thôi. Nhưng mà đúng là cái ngày đầu tiên bạn nên vào học, ngày mùng 1 tháng 7 bạn nên vô học đi. Mình sẽ chỉ cho các bạn từ cái nét đầu tiên cho tới cái nét cuối cùng, có nghĩa là lộ trình tất cả thư pháp nó đi như thế nào, nó đi từ nét cơ bản cho tới nét chữ, sau đó nối chữ, sau đó nối tên, sau đó là tới vẽ tranh, sau đó là kết hợp tranh với là chữ. Thì chị sẽ ngày số 1 đó đó, chị sẽ lưu lại cho các bạn để các bạn coi trên YouTube luôn. Để bạn nào có thể tự học thì học, là bạn nào muốn mua bộ thư pháp thì liên lạc với Hiền. Tại vì bút có chị chưa mua trên Amazon á, thì nó có nhiều loại lắm, chị mua rất nhiều loại bút trên Amazon nhưng mà về cái đầu nó lớn quá hoặc là nó không có phải là cái viết mà để tập á, thì mua về để đó chứ chưa có xài được. Cho nên là liên lạc Hiền để mua đúng cái bộ mà chị hướng dẫn á, thì lúc tập là chị nói là lấy cái bút màu đỏ hay màu đen gì á, thì nó dễ hơn cho các bạn. Thì đó là cái lớp thư pháp. Còn cái lớp triết á, thì cũng soạn cũng tương đối xong rồi đó. Cái lớp triết là cái lớp các bạn đặc biệt các bạn phải nên học. Các bạn học lớp tư duy rồi bạn thấy hay đúng không? Cái lớp triết còn hay hơn lớp tư duy nữa. Nó nâng bạn lên một cái tầng nhận thức hoàn toàn là rất là elegant, rất là wisdom, rất là thông thái. Tại sao là dạy lớp triết? Lớp triết là cái tại vì là mình sẽ nâng tầm tất cả phụ nữ bên cộng đồng mình lên một cái level mới, một level cao hơn. Thì cả lớp thư pháp và cả lớp triết, hai lớp đều đều bạn cũng nên 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 học hết, nên học hết. Có một cái điều nó không có tốt thôi là mình phải soạn bài thôi và mình phải bỏ thời gian để dạy thư pháp thôi. Cho mọi người thì quá lời rồi còn gì nữa mà bàn. Thức ăn thì soạn sẵn, chỉ cần bay vô học thôi mà không học nữa thôi thì không biết nói làm sao, không biết nói làm sao luôn. Có ai hỏi gì không? Hiền em định nói gì hả? Chị em xin thông báo lại chị Biên, hồi nãy em có xem lại em đọc bị nhầm á chị, là lớp thư pháp và lớp triết học của mình là đều học lúc 7:30 tối á chị Biên, giờ Việt Không Nam. có, không có. Lớp 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 coach á, là học 8 giờ thì thư pháp phải học 7 giờ. Chứ học nửa tiếng thì đâu có học được cái gì đâu. Cho nên lớp lớp thư pháp bắt buộc phải học 7 giờ tối. Còn cái lớp triết học á thì 7 giờ 30 vô nhưng mà 8 giờ bắt đầu học. Đó. Cũng đó, cho nên là để chị nói toàn đăng lại cho nó rõ ràng. Nhưng mà lớp thư pháp bắt buộc phải học 7 giờ, tại vì bạn không học 7 giờ á là 8 giờ lớp code khóa 5 bắt đầu học á là mình phải ngưng có khóa thư pháp, tại mình đâu có thể là phân thân ra hai người đâu, một người dạy thư pháp và một người dạy lớp code đâu. Cho nên các code khóa 5 á, khóa 4, khóa 2, khóa 3, khóa 1 á thì họ sẽ học thư pháp từ 7 giờ tới 8 giờ. Sau đó họ sẽ thoát cái phòng thu của thư pháp để họ qua cái phòng code họ học. Rồi. Chị Biên biết ông, lớp thư pháp á, không những em mà em biết là tất cả những chị khi mà nhận bộ thư pháp xong á chị đều cảm ơn em và rất là vui vì sắp được học cái lớp này á chị Chị còn thích mà. Lúc đó vô chị em. sẽ mở nhạc thiền á, mở nhạc tĩnh tâm á. Trời ơi, nó riu 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 mà mình ngồi mình viết, tại vì thư pháp là một cách bằng thiền đó. Thư pháp để một cách là bằng làm cho nội tâm mình đó, nó kết nối sâu hơn. Cho nên bạn viết như thư pháp giống như là bằng thiền tĩnh vậy đó. Bạn càng làm bạn càng ghiền ghiền khủng khiếp đó, bản thân chị là quá ghiền luôn á, quá ghiền. Em mơ ước cả chục năm rồi chị, hồi nhỏ rồi rất là thích tết, rất là thích viết mà đâu biết viết đâu chị. Em là người Việt nhưng mà rất là thích những cái gì mà giống như là thuộc về Trung Hoa đó. Em thích học tiếng Trung nè, cũng đi học. Xong rồi em cũng thích múa cổ trang, xong giờ được học thư pháp, em thấy em học giống như trọn bộ rồi đó. Em học những bộ môn già dữ em. Đi học sắc chi Nhưng đen, múa cột hay là múa bụng đi. Chọc Hiền.
khi 21 em có duyên em lấy chồng người Hoa sao chị? Tết này là mình sẽ viết liễn để mình tặng rồi đó. Mình sẽ viết liễn. Bếp dư sức cái bàn viết liễn rồi. Viết liễn là viết mấy cái liễn giống như vậy nè. Mình mua những cái tờ giấy liễn như này giống vậy nè. Rồi mình viết lên. Mình viết lên phước lộc thọ hay là chúc mừng năm mới hoặc Tết. Sau đó dưới này vẽ trúc, vẽ đào, vẽ mai. Dư sức làm. Cho chị Thôi. hỏi một câu nha. Dạ. Cô Biên, chị order cái bộ mà bức vẽ rồi á, chị thấy có mấy cái tờ giống như từ vải hay là giấy, với là ba cây bút thôi, không có mực, vậy chị có cần phải mua mực không? Không, mấy tháng đầu mình viết bằng nước, viết lên giấy, mình chưa có bằng mực. Những người ở Mỹ á, để em gửi cái bộ thư pháp mà viết mực sau. Các chị order đỡ cái bộ Amazon tập trước đi. Tại vì lúc đầu là mình tập bằng nước trắng này nè. Mình lấy cái cọ này nè. Xong mình nhúng vô. Xong mình vẽ lên tờ giấy. Thì mình vẽ lên tờ giấy đó thì tờ giấy đó nó hiện Đó, lên màu đỏ. cái mấy cái tờ đó là người ta cho để mình vẽ nước đó hả cô? Đúng rồi, nó gọi là magic paper. Có nghĩa là nó khi mà nước nó vô nó đen thui à. Nhưng mà nó khô thì nó quay đường. Dạ, rồi vậy khỏi lo mua mật, cảm ơn cô. À không có, các bạn không lo mua mực. Mà cho dù cái ngày 1 tháng 7 mà bạn chưa có cái gì trong tay á, bạn cũng vô lớp thư pháp. Bạn chỉ cần một cái viết thôi, cái viết này với một tờ giấy A4 để chị tập cho các bạn. Trong khi các bạn ví dụ như ngày đó mà chưa có dụng cụ gì trong tay vẫn vô lớp, cũng nên vô lớp để nghe những cái căn bản. Rồi, có ai muốn phát biểu gì không trước khi mình kết thúc không? Thứ ba tuần sau vẫn có livestream, mỗi thứ ba thì vẫn có livestream ha. Chị Miên ơi, mỗi lần nghe live giống như kiểu lượm được một đống vàng không về vậy đó. Cứ thấy trong lòng phơi phới ấy ạ. Thích quá đi. Trời ơi, nghe 137 like. Em không biết chị không biết em học bao nhiêu lần với chị rồi, không biết là bao nhiêu lần em tiếp xúc với chị rồi trên lớp học rồi. Chắc cũng không trên dưới không dưới 200 lần đâu mà vẫn giống như ngày đầu Dạ. ha. Chưa ngán chị Viên. Thì sau này á, cái nội dung chiếc á, nó là một cái nội dung mà nó bằng nghe bằng khoái dữ lắm luôn á. Nó là ra một cái điều mới nữa. Có điều một cái mà anh Quỳnh anh hãy nói là cái nội dung của chị nó luôn luôn khác, nó không bao giờ nó lặp lại hết, mà hình như nó chưa bao giờ nó thấy cái điểm kết thúc, là một cái ngày nào đó là mình bị hết ý tưởng để mà like. Nhưng mà cái điều đó cũng đồng nghĩa là mình đi tìm tài liệu mình đọc rất là mệt. Không phải mệt, mình đọc mình rất là thích, rất là vui, nhưng mà bị cảm giác là bị áp lực về thời gian. Tại khi nghiên cứu thì thích đọc sách, mà đọc sách nó đâu phải là một sớm một chiều mà mình đọc hết cuốn sách đâu, hay là mình đọc đâu, mình phải là đi tốc độ rất là nhanh, thời gian thì không có. Rồi ok thôi, mình tạm dừng cái livestream 137 ở đây. Hẹn bạn trong cái lớp thư pháp và trong lớp triết và thứ ba tuần sau 8 giờ livestream tiếp. Chủ đề thì Toàn sẽ đăng. Rồi bye bye mọi người nhé. Chị đi. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Viên. Ok em. Cảm ơn. Bye bye mọi người.